Choco, ta giao cho ngươi nhiệm vụ đi nghiên cứu khắc thiên hà mới. Dạ, tuân lệnh nữ hoàng. Choco là robot đặc biệt đến từ hành tinh xanh. Còn luôn phải đối đầu với các nhân vật phá hoại để bảo vệ hành tinh xanh. Và kẻ địch mạnh nhất của hành tinh xanh chính là hành tinh bóng đêm. Ha! Bọn hành tinh bóng đêm! Báo cáo! Tàu thăm dò của Choco có mã số 1981 bị quân của hành tinh bóng đêm tấn công. Cần hỗ trợ gấp! Tàu thăm dò mã số 1981 nghe rõ trả lời. Mau gửi định vị của cậu đi. Chết rồi, cậu chúng ta áp sát mình. Làm sao đây? Cậu đang ở đâu? Mình không mét bạn, đến lúc cô giáo biết thì phạt cả mình thì làm sao? Tôi không biết làm, tôi đã bảo bạn vẽ cho tôi rồi. Tôm này không bao giờ vẽ vời, hiểu chưa? Mình lo vẽ bài của mình, không có thời gian vẽ cho bạn đâu. Hôm nay tha cho bạn đó kìa. Cái gì mà như trời giáng vậy nè? Ồ, gấu bông gì trông lạ thiệt, không lẽ là mẫu đồ chơi mới? Pin yếu, giờ sạc sao ta? Cái đó là bút của tôi, không được, trả đây. Ê, sao lại ăn bánh của tôi? Ngon quá à. Cảm ơn cậu, tôi đã được sạc pin rồi. Cậu là ai? Sao lại ăn hết bút viết của tôi? Ăn cả bánh của tôi nữa. Xin tự giới thiệu, tôi là Choco, robot thăm dò của hành tinh xanh thuộc thiên hà T-98, cách đây 5.000 năm ánh sáng. Con đứng lại đó. Kem à, con đã hứa gì với ba mẹ hả? Tại sao đồ chơi và rác vẫn quăng lung tung khắp nhà như vậy hả? Con nhớ, con đã hứa phải ăn ở thật ngăn nắp thì ba mẹ mới cho Choco ở chung với nhà mình. Vậy sao bây giờ con không giữ lời hứa? Con sẽ gọn gàng mà. Con đã không giữ được lời hứa thì Choco không được ở nhà mình nữa nha. Con sai rồi. Mẹ đừng đuổi Choco mà. Quyết định vậy đi, Choco phải rời khỏi nhà ngay ngày hôm nay. Xin lỗi Choco. Tạm biệt Choco. Không biết tối nay Choco ngủ ở đâu. Có khi nào Choco gặp phải kẻ xấu hay nguy hiểm gì không? À,
Kem, cứu mình. Tại mình hết. Mình sẽ giữ lời hứa để bạn được an toàn. Xin lỗi bạn, Choco. Mưa lớn như vậy, không biết Choco có chỗ để trú mưa không? Bạn ấy có bị ướt, có bị lạnh không? Tốt nhất mình nên giữ lời hứa với ba mẹ, rồi sau đó ra năn nỉ ba mẹ, cùng mình đi tìm chú cô. Ngon quá à, con cảm ơn ba mẹ. Con ăn từ từ thôi, để mẹ đi lấy nước nha. Choco. Kem, con tính đi đâu vậy? Trời mưa lớn quá, con lo cho Choco, nên tính cùng ba mẹ đi tìm bạn ấy. Con tưởng ba mẹ đã đuổi Choco ra khỏi nhà rồi. Thiệt ra, mình vẫn luôn ở trong nhà mà. Thật ra ba mẹ không nỡ đuổi Choco, chỉ là ba mẹ muốn con biết nhận ra lỗi sai của mình. Khi con đã hứa việc gì á thì phải nghiêm túc thực hiện, nếu không sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến con và những người liên quan. Còn nữa hen, nếu mà thất hứa nhiều lần, sau này sẽ không ai tin tưởng các con đâu. Con mời ba mẹ vô phòng con, mọi thứ đã được ngăn nắp gọn gàng. Kem, bạn đúng là người bạn biết giữ lời hứa của mình. Bạn đang làm gì vậy chú cô? Mình đang sáng chế máy cắt cỏ cho mẹ. Mình làm nó từ thùng rác cũ đó. Wow, bạn giỏi thật. Đâu có, thật ra là nhờ cờ lê và tua vít thần kỳ đó. Nè, chỉ cần có cái này thì bạn sẽ sáng chế được những vật dụng mới từ những đồ vật cũ. Bạn có muốn thử không? Trời đất ơi, sao dạo này thời tiết nóng dữ vậy ta? Ra đường đúng là mệt luôn á. Mẹ ơi, lại đây xem, con làm cái này nè. Trời đất ơi, con làm gì vậy Kem? Con biết trời nóng nên đã điều chế máy làm mát cho mẹ nè. Mẹ, con làm đôi này cho mẹ nè, mẹ đi làm không trễ giờ đó. Kem ơi là Kem, mẹ đi làm bằng xe máy, không cần đôi giày kỳ quặc đó đâu. Đến cả chiếc xe cũng chống đối mình nữa hả? Ơi, mẹ, mẹ, để con biết sửa. Kem! Đây đúng là thiên tài sáng chế mà mình đang tìm kiếm. Chào cậu, nữ hoàng của chúng tôi đang tìm một thiên tài sáng chế giống như cậu. Thiên tài gì? Tôi gây tai họa cho mẹ thì có. Ồ, không phải, do mẹ cậu không biết thôi. Chà, nếu mà nữ hoàng gặp cậu, nữ hoàng sẽ vui lắm đây. Thưa nữ hoàng, nhà sáng chế đã tới. Ngươi là nhà sáng chế sao? Ngươi làm được gì nào? Có cái này, tôi có thể làm tất cả mọi thứ tôi muốn. Nè, đưa ta xem. Ta không tin. Ngươi cầm rồi đi đi. Thôi đừng buồn, cho cậu cây kẹo, đi đi. Kem, bạn ơi, cho cô bị bắt cóc rồi, đi theo mình nhanh lên. Bóng thôi miên. Bóng thôi miên.
Nhờ có cờ lê tu vít của ngươi mà ta đã chế tạo ra vũ khí toàn đăng để bắt được cho cô. Ây cha, ngươi đã tráo cờ lê tu vít của ta. Ngươi đừng hòng muốn đưa cho cô đi khỏi trái đất. Hãy bước qua xác của tụi ta đi. Được, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. À, mình có cách rồi. Cha, sắp chết vẫn còn bảo vệ người khác. Tình bạn đáng quý quá ha. Thiên tài sáng tạo đồ chơi. Hả? Vậy thì hãy xem đây. Mình xin lỗi các bạn, vì mình lơ là nên bà ta mới lấy được tu vít thần kỳ của Choco. Không có đâu, chính bạn cũng là người cứu tụi mình mà. Từ nay, Kem cố gắng học để sau này có thể phát minh ra nhiều đồ vật hữu ích nha. Yeah! Yeah! Wow, bạn vẽ thật đẹp. Chứ còn gì, mặc dù ở lớp mình đứng bét, nhưng mà môn mỹ thuật mình lúc nào cũng được A cộng hết trơn á. À, mình có cái này cho bạn nè. Đây là cây bút màu thần kỳ. Cái này chỉ là cây cọ vẽ bình thường thôi mà. Nè, bạn vẽ thử ra giấy đi. Wow, thì ra là vậy. Dù mình vẽ bất cứ thứ gì cũng thành đồ thật sao? Đúng rồi, bạn thấy có hay không? Nó có dùng được như đồ thật không? Được, nhưng dù gì nó cũng là màu mà. Gặp nước sẽ chảy ra, biến thành màu như cũ. Nó chỉ kỹ nước thôi. Tuyệt vời, mình cũng đang chán, cho mình mượn ra ngoài chơi nha. Mình phải treo tôm mới được. Ở đâu ra vỏ chuối kỳ lạ vậy nè? Kem! Là bạn sao? Dám gọi mình hả? Chán sống sao? Mình xin lỗi, mình biết sai rồi mà. Kem, bạn mau khai thật đi. Nãy giờ bạn đã làm trò mờ ám gì? Không nói cho rõ là mình không tha cho bạn về đâu. Tôm ơi, mình gây chuyện rồi. Cũng là khủng long kia biến mất đi. Sợ quá đi. Cũng tại bạn trao mình.
Thôi, Kem hãy nhớ nha, sau này đừng trêu bạn bè quá đáng như vậy nữa. Mình biết rồi, mình chưa rồi mà. Chết chết, trễ giờ rồi. Cần đi đá bóng với Tâm Hùm nha mẹ. Hê, khoan đã. Dắt em Bông đi theo cùng. Em mới từ quê lên đây. Em nó ở đây chơi mấy hôm do dì của con đi công tác xa. Con đi đâu á thì nhớ dắt em theo đó. À, dắt theo nó làm sao mà chơi được. Nó là con gái, phiền dữ lắm. Nếu con muốn đi thì phải dắt em theo. Làm anh thì phải biết chăm cho em. Sao lại phân biệt em trai với em gái chứ? Ai đây? Nhỏ Bông, con có gì mình ở quê lên á. Mẹ bắt mình phải trông nó, bực bội quá đi. Vậy thì mình tìm cách ghẹo nó. Nó sẽ chán, không ở đây nữa. Bạn sẽ được tự do. Bông, nếu em thích chơi, anh sẽ cho em chơi cùng. Em sẽ vào vị trí nhặt bóng, tụi anh đá, còn em thì đi nhặt bóng, chịu không? Dạ được, thích quá. Nhỏ này đúng là ngốc thật. Chẳng mấy chốc nó sẽ chán quá rồi về cho coi. Sao mới đó mà đã mệt rồi hả? Dạ không có. Thôi chết rồi, không biết nó có làm sao không, mau chạy lại coi đi. Em đau quá anh Kem ơi. Không phải do anh nha, do em đứng ở đó thôi. Thôi mình về luôn đây, thấy không có ổn rồi. Trời ơi, con bị làm sao vậy con? Dạ chết rồi, thế nào nó cũng khai ra là do mình làm. Con chạy bị ngã, anh Kem đã cõng con về. Hai đứa đi chơi phải cẩn thận hơn nghe không? Nhưng mà mẹ khen anh Kem, anh Kem biết quan tâm đến em Bông. Tối á, mẹ làm xúc xích chiên cho hai đứa ăn hen. Dạ. Ê, sau nãy anh bắt nạt em mà em không nói với mẹ. Em nói thì anh sẽ bị la, anh không chơi với em nữa. Anh xin lỗi nha, sau này anh không có xấu tính vậy nữa đâu. Em bỏ qua cho anh nha. Không sao mà, mình là anh em, phải thương nhau chứ. Lê Khôi nữa hả? Lần nào cũng bị bệnh đúng tiết thể dục. Em Khôi. Dạ có em. Cô Hà. Em Em bị bệnh thiệt mà cô. Cứ chạy hai vòng sân là hết bệnh. Cô đang giúp em chữa cái bệnh lười biếng đó. Leo leo, lười biếng. Cố lên Kim, còn một vòng nữa thôi. Mình hết chân, không nổi luôn đây. Không chạy đủ thì cô mời phụ huynh và sẽ tịch thu quyển tập vẽ này á.
Dạ, em chạy nổi, em chạy liền. Giờ học tập thể dục đúng là cực hình của đời học sinh. Sao lại cực hình? Mình nghĩ tập thể dục mới có sức khỏe chứ. Không, mệt lắm. Mình muốn xỉu luôn. Hả? Mình kiểm tra sức khỏe tổng quát cho bạn rồi. Xin thông báo, bạn hoàn toàn khỏe mạnh. Mình không khỏe chút nào. Làm sao để được nghỉ tiết thể dục mãi mãi đây? Mình ghét thể dục, ghét cả chạy bộ luôn. Choco, chỉ có bạn mới giúp được mình. Hả? Thuốc nhất chân thần kỳ. Chỉ cần uống nó, bạn sẽ bị đau chân thật sự. Nhưng nó kéo dài tới một tuần lận nha. Hay quá, mình uống liền. Đau thiệt này chú cô ơi. Không phải chạy bộ thiệt là thích. Kim, chơi đá cầu không? À quên, chân bạn đang đau mà. Mình cũng muốn chơi đá cầu. Mình muốn khỏe lại để chơi cầu trượt với mấy bạn. Tiếc quá. Tuần này ba tính dẫn cả nhà đi trượt patin mà chân con lại như vậy. Thôi, đợi con khỏe rồi đi nha. Cho cô ơi, giúp mình đi. Mình hết chịu nổi cảnh này rồi. Mình đã nói từ đầu là thuốc này đến 7 ngày mới hết tác dụng. Thôi, bạn ráng đợi đi. Khỏe mạnh thiệt là thích. Tập thể dục thôi nào. Bạn bị sao vậy Kem? Mình giận mẹ rồi. Mẹ suốt ngày bắt mình học bài. Mình bỏ đi cho mẹ khỏi bắt mình học nữa. Hả? Bạn muốn bỏ nhà đi sao? Như vậy có vẻ không tốt đâu. Trẻ con thì phải ở nhà cùng với cha mẹ chứ. Mình mặc kệ. Mình có tiền để dành rồi. Mình muốn bỏ nhà đi. Đói bụng quá. May mà mình có cầm theo tiền. Giờ thì ăn no rồi lấy sức bỏ đi tiếp. Trả bánh lại cho tao. Sao mày lại cướp bánh của tao? Thằng nhóc kìa, sao mày lại đụng vào tao? Con chó. Mày còn nói tao là con chó hả? Mày sẽ biết tay tao. Không, em muốn nói là con chó cướp bánh hamburger của em. Thiệt là xui xẻo. Mình bị con chó cướp mất bánh, lại còn bị bắt nạt nữa. Sắp mưa rồi sao? Mình đâu có đem theo áo mưa. Nhớ mẹ quá. Có mẹ bên cạnh thì mình đã không bị ướt và lạnh rồi. Cơn mưa kia, sao mày cứ đi theo tao hoài vậy? Mệt quá.
Đói quá. Mình muốn ngủ. Chắc tối nay phải ngủ tạm ở ghế đá này rồi. Hy vọng ở đây không có ma. Chuyện gì vậy? Sao tụi mày nhìn tao ghê vậy? Ê, cho cô ơi, mình muốn về nhà, mình không có bỏ đi nữa đâu. Mình sẽ giữ bí mật chuyện cậu muốn bỏ đi với mẹ. Tụi mình về nhà thôi. À, hình như mẹ đang làm món chả cốm mà mình thích. Sao giờ này không mới về? Con xin lỗi mẹ, con mãi chơi với bạn nên về muộn. Lần sau con đừng ham chơi vậy nha. Đi tắm đi, rồi ra ăn cơm. Sáng mai cuối tuần á, mẹ đưa con đi chơi, nghỉ xả hơi sau một tuần học hành căng thẳng, được chưa? Yeah, mẹ là nhất. Ở nhà mình vẫn là tuyệt nhất. Cảm ơn Choco nha. Choco đã giúp mẹ dạy cho Ken một bài học thật hữu ích. Con làm tốt lắm. Xúc xích ơi, em ở đâu? Táo ơi, bạn sao vậy? Sao lại khóc? Ai dám bắt nạt bạn? Để mình xử cho. Bạo lực không giải quyết được vấn đề, nghe chưa Tôm? Xúc xích, đứng lại, đợi chị dơi. Mình tìm xúc xích cả buổi chiều nay mà không thấy. À, sao các bạn nhìn mình? Không được, mình không giúp được gì đâu. Mình không ưa chó tí nào. Đó là giống loài đáng sợ nhất trên đời. Tổ tiên của loài chó là loài sói đó. Mình thì từng bị sói đuổi cắn rồi. Mình sợ lắm. Chô cô, sao bạn nghĩ vậy? Bạn có biết xúc xích đáng yêu thế nào không? Đúng đó cho cô, loài chó đã được thuần hóa, trở thành người bạn thân thiết và hữu ích của con người. Không tin, bạn cứ tra cứu lịch sử. Ôi, loài chó thật trung thành, cảm động quá. Thôi được rồi, mình sẽ giúp bạn. Nhưng nói trước, đừng để xúc xích lại gần mình, đồng ý không? Ừ, đồng ý. Tên 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 tèn, mũi đánh hơi thần kỳ. Bây giờ chỉ cần để chiếc mũi ngửi một món đồ của xúc xích hay mang thì có thể dò ra được dấu vết của em ấy ngay. Mình ngửi ra rồi, hướng này. Nhìn kìa, một cái đuôi. Hình như... xúc xích. Tìm ra rồi. Từ rày em không được bỏ chạy lung tung nghe chưa.
biết chị lo cho em lắm không? Vậy tốt quá rồi, chiếc mũi đánh hơi thần kỳ quá. Nhột quá. Được rồi, mau cảm ơn Choco đi, nhờ có bạn ấy mà chị mới tìm ra em đó. Ê, đừng đừng, đã nói đừng để xấu xinh lại gần mình mà. Ê. Muốn mình, chờ, nhanh ra đi. Choco, bạn có sao không? Trời ơi, may mà có xúc xích đó. Mình không sao, là em đã cứu anh, cảm ơn em xúc xích. Wow, Kem ơi Kem, bạn coi nè, trưa nay mẹ cho tụi mình ăn món cá chép đó. Nhìn ba con cá tươi ngon ghê luôn ha. Nói mẹ Kem nấu món gì đây ta? Cá chép ôm dưa, cá chép chiên giòn. Không được đâu, cá chép này không phải để ăn. Vậy để làm gì vậy? Hôm nay là ngày âm lịch, là 23 tháng chạp, chính là ngày ông Táo cưỡi cá chép về chầu trời. Mẹ mình mua cá chép để ông Táo cưỡi bay về trời, chứ không phải để ăn đâu. Cá chép làm sao bay lên trời được? Cá chuồng mới biết bay, nhưng cũng không bay lên trời được đâu. Đây là một sự tích của người Việt Nam. Táo Quân là vua bếp, mỗi năm sẽ cưỡi cá chép về chầu trời một lần vào ngày 23 tháng chạp. Táo Quân sẽ báo cáo tình hình của nhà mình trong một năm qua với Ngọc Hoàng á. Thì ra là sự tích. Vui ghê. Năm nay mẹ cho mình tự đi thả cá chép. Cá chép ơi, cá đưa ông Táo nhà mình lên trời bình an nha. Không biết cá sẽ bơi đi đâu ta? Dưới sông có gì vui không ta? Chú có, bạn tạo ra một chiếc tàu ngầm rồi tụi mình xuống thám hiểm lòng sông được không? Không được, không được. Bạn còn nhỏ, chuyện đó nguy hiểm lắm. Vậy tụi mình nhảy xuống, lặn xem ở dưới như thế nào? Không được, đây không phải là nơi an toàn để bơi. Chán thiệt. Mình có thể giúp bạn thám hiểm lòng sông thông qua tàu ngầm mini có gắn camera này. Bạn ngầu thiệt đó. Cá chép tụi mình thả ra kìa. Đi theo chúng đi chú con. Sao vậy ta? Để mình xuống kiểm tra. Dưới sông có rất nhiều rác, túi ni lông này đã che mất camera của tàu ngầm rồi. Thì ra đây là nguyên nhân dưới sông nhiều túi ni lông. Không ổn rồi, cá chép không ra được khỏi túi ni lông đang kêu cứu. Mình phải tìm cách cứu các bạn ấy. Các bạn hãy xuống chọc thủng những túi ni lông cứu cá chép và thu dọn túi ni lông dưới sông giúp mình nhé. Không lẽ tụi mình ở đây canh người ta giúp rồi đi nhặt hoài hay sao? Nghĩ ra rồi. Cô chú ơi, thả cá nhưng đừng thả túi ni lông xuống sông nha. Xin cảm ơn. Ra phụ mẹ nè. Mẹ mua gì nhiều vậy ạ? Đây là đồ để trang trí Tết đó. Giáp thình là gì vậy Kem?
Thìn là con rồng. Tết năm nay là Tết con rồng theo sự tích 12 con giáp. Còn giáp thìn là năm can chi theo âm lịch, theo quan điểm văn hóa của người Á Đông chúng ta đó. Tết giáp thìn là năm con rồng. Ừ, hai đứa cứ hiểu như vậy là được rồi. Sau này lớn lên á sẽ tìm hiểu thêm. Tụi con cũng có thể xem để hiểu thêm về 12 con giáp trong bộ phim hoạt hình Sự tích 12 con giáp đó. Hình như mẹ quên mua hình rồng để dán lên cửa ra vào rồi. Hai đứa đều thích vẽ nè. Vậy thì tụi con thi xem ai vẽ rồng đẹp hơn đi. Tranh của ai đẹp hơn á thì mẹ sẽ dán lên cửa để trang trí Tết nè. Con sẽ vẽ đẹp nhất. Choco, bạn phải cất túi xách vào tủ để tránh gian lận. Nè, mình cho bạn mượn để vẽ đó. Bạn ra ngoài vẽ nha. Mình phải ở một mình để có cảm xúc sáng tác. Mẹ ơi, mẹ xem rồng của con có đẹp không? Trời ơi, con này mẹ thấy hơi giúp không dung đó nha. Ừ, con này thì hơi giống con rắn, mà bụng lại bự giống như con khủng long. Wow, chú cô có tài hội họa quá nha. Nhưng mà vẫn chưa giống lắm. Đẹp quá. Vậy con nói cho mẹ nghe, trên bình rồng con vẽ từng chi tiết này có gì đặc biệt không nè? Thì con tưởng tượng và xem thêm các hình mẫu vẽ rồng nên... Tranh này là con gian lận đúng không? Dạ, con vẽ mãi không được cho nên... Vì nhờ bút thần vẽ nên con không hiểu được con rồng của người Việt có một điều rất là đặc biệt. Đây nè, rồng á nha, vốn không có thật. Nhưng đó là niềm tin về một con vật linh thiêng mang lại may mắn, thịnh vượng cho con người. Rồng có nét đẹp từ 9 con vật khác nhau cộng lại. Đó là đầu lạc đà nè, sừng hươu nè, mắt thỏ nè, tai bò, cổ rắn, bụng ếch, vây cá chép, móng chim ưng, bàn chân của hổ nữa. Wow, hay quá. Con chỉ nhìn hình rồi vẽ theo thôi, chứ không tìm hiểu được kỹ như vậy. Mẹ đúng là bách khoa toàn thư. Dạ, con hiểu rồi. Con xin lỗi mẹ, con sẽ không gian lận nữa. Từ nay, con sẽ tìm hiểu thật kỹ con vật, đồ vật trước khi đặt bút vẽ. Để mình với. Rồi rồi là thả tim nè. Dạ, dễ thương. Dạ. Ôi, cái áo dạng của cô đẹp. Không biết rồi. Cái này vui nè. Mà đi chụp hình đi. Wow, mẹ nhìn kìa. Đẹp quá à. Là thầy đồ đang viết thư pháp đó con. Và mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt Nam mình nó có phong tục xin chữ, cho chữ để cầu mong may mắn, thuận lợi. Con muốn điều gì á thì xin thầy đồ cho chữ đó. Vậy cho con xin chữ giỏi được không mẹ? Con muốn năm sau học giỏi nhất lớp luôn. Con cảm ơn ông. Kem à, ăn Tết nhưng không được mê chơi quá quên học nha con. Con nên sắp xếp thời gian để ôn bài,
Không á thì mai mốt đi học lại quên hết kiến thức đó nghe. Mẹ nhìn nè, con đã xin được chữ giỏi rồi, thì cả năm chắc chắn sẽ học giỏi, mẹ đừng có lo. Hoàng Khôi, cô Giảng tới đâu rồi? Dạ, dạ tới. Tới lúc em phải nghiêm túc hơn rồi nha Khôi. Cứ lơ là học hành kiểu này thì em sẽ không theo kịp các bạn trong lớp đâu. Đã xin chữ giỏi rồi thì còn sợ gì nữa? Đường nào thì mình chả học giỏi nhất lớp. Cô rất buồn vì trong lớp mình có một bạn không đủ học lực để lên lớp. Đó là bạn Lê Hoàng Khôi. Em Khôi phải tiếp tục học một năm lớp 3 để củng cố thêm kiến thức. Không đúng. Rõ ràng mình đã xin chữ giỏi, chứ đâu có xin chữ ở lại lớp đâu. May quá. Chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng giấc mơ đó sẽ thành hiện thực nếu con vẫn lười biếng như bây giờ. Ủa, sao mẹ biết con mơ gì? Biết chứ sao không? Chính mình và mẹ đã điều khiển giấc mơ của bạn mà. Choco à, con phải nghĩ cách gì đó giúp kem thôi. Ta-da! Rồi, bây giờ mẹ có thể điều khiển giấc mơ của kem. Mà để xem bạn ấy đang mơ gì mà cười vui dữ vậy ha. Không được rồi. Trong giấc mơ, các em vẫn nghĩ xin được chữ giỏi là đương nhiên học giỏi nhất lớp. Mẹ phải đảo ngược giấc mơ này thôi. Vậy mẹ bấm vào nút màu đen là được. Thì ra là mẹ và Choco cố tình điều khiển giấc mơ của con. Vì mẹ và Choco muốn tốt cho con. Con nên hiểu việc xin chữ giỏi là để con có động lực phấn đấu, nỗ lực hơn. Chứ không phải ỷ vào nó mà lười nhác. Như vậy không đúng với tinh thần tốt đẹp của tục xin chữ vào đầu năm mới đâu con. Dạ. Thì ra con đã hiểu sai ý nghĩa của tục xin chữ rồi. Không có sức mạnh vô biên nào khiến con học giỏi nếu như tự bản thân con không có cố gắng. Con hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Con ôn bài đây. Kim, dọn dẹp ngay. 15 phút nữa mẹ lên mà chưa dọn xong á là biết tay mẹ nghe. Mình đã nói rồi mà, bạn dọn sớm thì đã không bị mẹ la rồi. Bạn không phụ mà còn cà khịa mình nữa. Mình có cái này hay nè. Bạn ăn đi. Nó bạn ra lệnh cho nó đi. Tất cả đồ chơi vào lại trong thùng. Wow, thiệt là kỳ diệu. Giờ có thể đánh một giấc ngon lành rồi. Sau này không cần phải dọn dẹp đồ chơi nữa. Ủa, thì ra là bạn ở đây hả? Bạn còn nhớ mình sao? Là món đồ chơi mới ra mắt. Wow, con cảm ơn ba mẹ. Yeah, yeah.
Cảnh sát đặc nhiệm, tăng tốc, đừng đẩy nó chạy thoát, bay lên. Ngủ ngon nha. Mai á, tụi mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ. Sau này mình sẽ bảo vệ bạn, kế bạn. Rung rung. Hả? Wow, dễ thương quá à. Ba mẹ mua cho con hả? Ừ. Vậy con định đặt tên là gì nè? Con sẽ gọi là Cream nha mẹ, giống tên của con á. Mình xin lỗi, mình đã bỏ rơi bạn, nhưng bạn vẫn luôn ở đây để bảo vệ mình. Bạn là cậu bé ngoan, dù mình không còn thú vị nữa, nhưng mình vẫn sẽ ở đây bảo vệ bạn. Chú cô ơi, chú cảnh sát làm sao vậy nè? Bạn đúng là một cậu bé tốt. Sau này nhất định hãy bảo vệ đồ chơi nhé. Em bị đồ chơi không dọn sao? Wow, Kem ơi Kem, bạn coi nè, trưa nay mẹ cho tụi mình ăn món cá chép đó. Nhìn ba con cá tươi ngon ghê luôn ha. Nói mẹ Kem nấu món gì đây ta? Cá chép ôm dưa, cá chép chiên giòn. Không được đâu, cá chép này không phải để ăn. Vậy để làm gì vậy? Hôm nay là ngày âm lịch, là 23 tháng chạp, chính là ngày ông Táo cưỡi cá chép về chầu trời. Mẹ mình mua cá chép để ông Táo cưỡi bay về trời, chứ không phải để ăn đâu. Cá chép làm sao bay lên trời được? Cá chuồng mới biết bay, nhưng cũng không bay lên trời được đâu. Đây là một sự tích của người Việt Nam. Táo Quân là vua bếp, mỗi năm sẽ cưỡi cá chép về chầu trời một lần vào ngày 23 tháng chạp. Táo Quân sẽ báo cáo tình hình của nhà mình trong một năm qua với Ngọc Hoàng á. Thì ra là sự tích. Vui ghê. Năm nay mẹ cho mình tự đi thả cá chép. Cá chép ơi, cá đưa ông Táo nhà mình lên trời bình an nha. Không biết cá sẽ bơi đi đâu ta. Dưới sông có gì vui không ta? Chú cô, bạn tạo ra một chiếc tàu ngầm rồi tụi mình xuống thám hiểm lòng sông được không? Không được, không được. Bạn còn nhỏ, chuyện đó nguy hiểm lắm. Vậy tụi mình nhảy xuống lặn xem ở dưới như thế nào? Không được, đây không phải là nơi an toàn để bơi. Chán thiệt quá. Mình có thể giúp bạn thám hiểm lòng sông thông qua tàu ngầm mini có gắn camera này. Bạn ngầu thiệt đó. Cá chép tụi mình thả ra kìa. Đi theo chúng đi chú con. Sao vậy ta? Để mình xuống kiểm tra.
Dưới sông có rất nhiều rác. Túi ni lông này đã che mất camera của tàu ngầm rồi. Thì ra đây là nguyên nhân dưới sông nhiều túi ni lông. Không ổn rồi. Cá chép không ra được khỏi túi ni lông, đang kêu cứu. Mình phải tìm cách cứu các bạn ấy. Hey, các bạn hãy xuống chọc thủng những túi ni lông cứu cá chép và thu dọn túi ni lông dưới sông giúp mình nhé. Không lẽ tụi mình ở đây canh người ta giúp rồi đi nhặt hoài hay sao? Nghĩ ra rồi. Cô chú ơi, thả cá nhưng được thả túi ni lông xuống sông nha. Xin cảm ơn. Không, của con. Con không cho ai hết á. Con còn nhiều chiếc xe mới mà. Chiếc xe này cũ rồi, để mẹ mang đi tặng cho các bạn nhỏ khác. Cũ nhưng vẫn là của con. Tại sao con phải chia đồ chơi cho người lạ chứ? Chú cô giúp mình với. Không thể để mẹ đem đồ chơi với quần áo của mình đi tặng người lạ nữa. Ai quen biết gì họ đâu mà tặng, đúng không? À, tặng quà cho người lạ hả? Bạn nói cũng đúng. Kem là con phá phải không? Mẹ đến một nơi. Cái này ý nghĩa. Mấy đứa này tội lắm. Ở đây có 5 phần nè, để đem phát đi. Đây là đâu vậy mẹ? Ngày hồi xuân sẽ chia đó con. Năm nào á, mẹ cũng gom quần áo cũ, đồ chơi cũ của con để tặng cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn. Hoàn cảnh khó khăn là sao hả mẹ? Là các bạn ấy đôi khi không có đủ cơm ăn áo mặc mỗi ngày, không có đủ tiền để mua sách vở đi học. Tết đến cũng không có quần áo đẹp hay đồ chơi mới như con đâu. Thậm chí là có bạn á còn không đủ ba mẹ để chăm sóc nữa đó con. Mẹ nói thiệt hả? Kính nhìn thấu gia cảnh. Bạn chỉ cần đeo nó vào thì có thể biết được gia cảnh của bất kỳ ai, chứ khó gì đâu. Mồ côi cha mẹ từ 5 năm tuổi, đang sống với bà ngoại. Phải đi bộ hơn 5 km mỗi ngày để đến trường vì không có xe đạp. Không có đủ áo ấm mặc vào mùa đông. Sao có nhiều bạn khó khăn dữ vậy mẹ? Vì mỗi người sinh ra có một hoàn cảnh, gia đình khác nhau. Con may mắn là có nhiều đồ chơi, quần áo đẹp. Nhưng đó lại là ước mơ của rất nhiều bạn nhỏ khác. Vậy thì con có nên chia sẻ để các bạn ấy cùng được đón Tết vui vẻ, trọn vẹn hơn hay không nè? Dạ có. Ủa, bạn không được nhận quà nên buồn hả? Lấy của mình nè. Không phải, là do mình xấu hổ quá. Ha ha ha.
Mẹ ơi, mẹ mang đồ chơi của con đi tặng cho mấy bạn có hoàn cảnh khó khăn nha mẹ. Trời ơi, con trai của mẹ này hiểu chuyện quá ta. Mình không thích ăn món nước, mình muốn ăn hamburger. Mẹ mình nói thường xuyên ăn món nước tốt cho sức khỏe hơn. Tao đói rồi, thôi ăn đi, ngon lắm, mình thử rồi. Dì ơi, lấy cho con một tô. Sao lại có hành? À, dì nhớ ra rồi, con không ăn hành. Nhưng mà dì quen tay, thôi vậy đi dì vớt ra nghe. Cái mùi hành ám vào rồi thì làm sao mà ăn được nữa. Thôi, thà con nhịn đói còn hơn. Hôm nay mẹ nấu ngon quá, con ăn hai tô luôn. Kem nè, sau này con đến nhà ai ở nhờ thì có gì ăn nấy. Đừng có đòi hỏi này nọ nghe chưa. Đừng làm người lớn khó xử vì việc ăn uống của con. Dạ. Mà táo ở đây có lâu không mẹ? Bạn ấy cứ gắt gỏng làm con cũng mất vui. Kem đừng nói vậy, tao nghe lại buồn nữa đó. Hôm mẹ bạn ấy đưa đến đây, bạn ấy không muốn ở đây đâu, còn muốn nghỉ học theo ba mẹ về quê nữa đó. Vậy sao? Nhà mình vui như vậy, có gì mà không muốn ở? Hôm đó táo cũng muốn mà, mẹ táo cũng đã dặn táo phải ngoan, nhưng mà táo đâu có nghe. Trời ơi, nhà gì mà nhỏ xíu à. Rồi con ở đâu? Mẹ có mang gối giềng cho con chưa? Con đến nhà bạn ở nhờ, đừng có chê bai rồi đòi hỏi này kia, như vậy là không lịch sự đâu con. Con không thích ở nhờ đâu. Thôi, hay con về quê với mẹ thăm bà ngoại bệnh luôn. Con nghỉ học mấy hôm chắc không sao đâu mẹ. Giờ con không thích ở nhờ nữa, con muốn về quê. Sắp tới bài kiểm tra giữa kỳ rồi, bạn tính bỏ hả táo? Ba mẹ về quê chăm sóc bà ngoại bệnh không biết khi nào lên. Nếu mà bà khỏe hơn thì ba sẽ về trước, lúc đó con lại về nhà với ba. Chịu chưa? Nhưng ba không biết nấu ăn, lại không hiểu khẩu vị của con, lúc nào cũng cho con ăn thức ăn nhanh đó. Táo ngoan, cứ ở đây với dì, dì nấu ăn cho con, chịu chưa? Táo, bạn ở đây đi, mẹ mình, ý mẹ Kem nấu ăn hết sảy luôn. Ừ, thôi vậy cứ theo kế hoạch đi. Nhưng mình phải ở phòng của Kem, còn Kem thì ngủ ngoài phòng khách nha. Táo. Dạ không sao, con đồng ý. Nè, bây giờ mẹ phải làm việc, mấy đứa sẽ làm việc nhà. Mẹ đã ghi hết vào đây rồi nè, làm hết sẽ có tiền tiêu vặt nha. Dạ. Giỏi lắm. Mẹ cho tiền tiêu vặt nè. Dạ con cảm ơn. Con không ngờ làm việc nhà lại vui đến như vậy. Thấy mình sống có ích, lại còn được tiền ăn kem. Mình đã nói rồi mà bạn không tin. Nè, hôm nay cho mình ngủ trong phòng của mình nha. Ngủ ngoài phòng khách, mình nhớ cái phòng quá. Ừ, bạn đúng là biết chọn thời điểm đề nghị chuyện này đó Kem. Mình cùng ngủ nệm dưới đất với hai bạn. Thiệt không? Bạn không chơi ngủ dưới đất nữa sao? Dù sao thì bạn cũng đã nhường giường cho mình mấy hôm nay rồi. Mình sẽ hòa nhập cùng bạn và gia đình bạn. Chúc các con ngủ ngon. Dạ. Cảm ơn chị nhiều lắm. Bà ngoại táo cũng đỡ rồi, nên tôi về nhà vài hôm. Sau đó ba táo sẽ chăm con bé nếu tôi phải về quê nữa. Không có phiền gì đâu. Táo ngoan lắm, cũng đã hòa đồng với Kem và Choco rồi. Đúng đó mẹ. Giờ con về với mẹ, lúc nào mẹ bận thì con sẽ xin ở nhờ nhà Kem. Con không thấy khó khăn gì đâu, còn vui nữa. Tốt quá. Con gái đã biết cách thích nghi với môi trường sống như vậy, mẹ rất yên tâm.
Dạ, con cũng thấy vui hơn khi có Táo tới ở cùng ạ. Con đúng là cậu bé tốt, đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Cô đã dạy con biết thích nghi với hoàn cảnh sống khác ở nhà con. Giờ con không còn cảm thấy sợ khi đến ở nhờ nhà người khác nữa ạ. Tốt lắm. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Sao các bạn không đi bằng chân mà lại lắp bánh xe? Đây là giày trượt patin. Đi bằng bánh xe sẽ nhanh hơn và rất thú vị. Rồi bạn sẽ thích cho mà xem. Sao trông trên quá vậy? Mạnh dạn lên Choco. Bạn là robot làm sao bị thương được. Coi mình nè. Hôm nay mình phải bắt được tên Choco này. Đứng lại. Muốn vào thì phải đi giày patin. Đợi đó. Tính làm khó ta sao? Còn lâu. Kim, Choco, tên bỏ khỉ kìa. Ôi không. Nhưng bạn đừng sợ, có vẻ như hắn cũng không biết trượt đâu. Thần nàng giải nhất là nữ hoàng. Nhưng lại để dụt mất cho cô rồi. Đồ ăn hại. Lại đến nữa hả? Từ bữa đó đến nay, cho cô mê trượt tới nỗi ngày nào cũng bắt mình đưa đến á. Chị Mai, sao chị khóc vậy? Tôm bắt nạt chị đúng không? Mình sao dám bắt nạt chị ấy? Kẹo bông của chị Mai bị mất rồi. Kẹo bông mất thì mình mua kẹo khác. Kẹo bông là tên của bạn chó cảnh trắng như bông của chị Mai, chứ không phải kẹo tụi mình hay ăn đâu chú cô. Kẹo bông đi lạc sao? Không phải. Kẹo bông bị bọn trộm chó bắt mất. Camera nhà bà Năm gần nhà mình quay được á. Mấy bữa trước mình nhìn thấy hai người lạ quắc cứ chạy xe máy lượn qua lượn lại trong xóm mình. Như vậy thì hay rồi. À không, ý mình là nếu biết được người khả nghi thì hay rồi. Mình sẽ có cách. Baby à, đáng yêu quá đi. Lại đây anh cho xúc xích nè. Con nào cũng ngoan với con này thì tụi mình đỡ tốn sức. Đã dò thấy đường đi của bọn chúng rồi. Lỡ mình chưa kịp tìm ra thì Choco đã bị tụi nó bán vào lò mổ mất rồi thì sao? Chị yên tâm, Choco thông minh lắm. Bây giờ ba chị em mình phải nhanh đi đến đó thôi. Nhưng mà lỡ hai tên đó phát hiện ra chị em mình thì sao? Nguy hiểm lắm. Hay về gọi người lớn đến.
Vậy đem chạy về nhà gọi ba đi trợ giúp. Chị May có mang theo đồng hồ thông minh để ba liên lạc được hay không? Được, chị có mang theo đây. Hôm nay xui xẻo chỉ được có từng này thôi à. Để sáng sớm lượn thêm vòng nữa rồi mang bán luôn. Mà cái con lõi này bán thịt cũng uổng, không được nhiêu tiền hết. Hay là mang bán cho chó kiển như là con màu trắng hôm qua cho được giá. Ê được á, nhìn nó chắc cũng kiểu chó nhà giàu á ngan. Người ta sẽ khoái lắm á. Chú cô, bạn ở đâu rồi? Ê, bộ đàm liên lạc, liên lạc hả? Thì ra mày gián điệp. Gián điệp. Tụi bay là đồng hồ mà. Bắt cái thằng nhỏ đó cho tao. Nè, bọn kia, dừng lại. Anh ơi, em xin anh tha cho tụi em nha. Con chó kia đã dạy tụi em một bài học rồi. Con chó cảnh trắng như bông mà tụi bay bắt hôm qua đâu rồi? Dạ, để em chỉ chỗ cho anh. Dạ, rồi anh tha cho tụi em nha anh. Dạ. Không thể tha cho tụi bay được. Tao sẽ cho tụi bay lên đồn công an để cho họ xử lý. Chúng ta thành công rồi. Đi cứu kẹo bông về cho chị May thôi. Kho báu thật sao? Ở đâu bạn có tấm bản đồ này? Từ từ để mình kể. Ba mẹ đi công tác, con ở nhà ngoan nha. Ba mẹ xuống mua quà cho con. Ba mẹ cứ đi công tác miết. Sau này mình lớn, mình cũng sẽ đi công tác, cho ba mẹ nhớ mình luôn. Mình về phòng thôi xúc xích. Chắc chắn đây là bản đồ cất giấu kho báu của ba mẹ. Mình phải tìm ra nó thôi. Nhưng mà làm như vậy có được không? Ba mẹ lúc nào cũng nói đi làm để lo cho mình. Kho báu này sớm muộn cũng là của mình. Đúng không? Cha. Kho báu à, chắc là quý giá lắm đây. Ê, vậy các bạn chia nhau tìm giúp mình nha. Ừ. Tìm khắp nơi rồi mà không có. Chú cô, bạn có bảo bối nào tìm kho báu cho nhanh hơn được không? Có ngay. Mũi tên kho báu. Trời, sao bạn có bảo bối mà không lấy ra cho nhanh? Làm nãy giờ tụi mình tìm muốn đuối luôn. Thì mấy bạn có hỏi đâu, chứ lại đi tìm kho báu mà dễ dàng quá, mất vui. Trời, cứ đi theo mũi tên thì sẽ tìm được kho báu thôi. Đây là phòng ngủ của ba mẹ mình mà. Kho báu trong cái két sắt này, nhưng nó có mật mã. Để mình thử coi. Có thể là ngày sinh của mẹ hoặc là ba. À, mật mã không đúng. Vui lòng thử lại còn 2 lần. À, mật mã không đúng. Vui lòng thử lại còn 1 lần. Sao đều không đúng vậy tao? Chỉ còn 1 lần nữa thôi. À, hay là bạn thử ngày sinh nhật của bạn đi tao. Mật mã chính xác. Quang hô, mở được rồi. Ai đang lấy kho báu kìa?
kho báu mà không tốn chút sức nào hết. Mình giỏi quá ta. Lại là bọn chúng. Mỗi tên kho báu đuổi theo. Bọn chúng kìa, trả lại kho báu cho ta. À, con chó ngốc nghếch này. Bọn chúng. Không biết kho báu có gì ta. Hồi hộp quá à. Chắc là vàng bạc hay đá quý gì ha. Đây là... Ủa, kho báu là một cuốn album hình hả? Có cuốn album hình mà ta tưởng kho báu gì quý giá, làm tốn công sức vô ích không à? Kho báu của loài người thật kỳ lạ, không hiểu nổi. Xu da đào quá. Ba mẹ về rồi đây. Dạ, con đã tìm ra kho báu của ba mẹ rồi à. Nhưng trong đây chỉ toàn là hình của con. Biết con ở nhà một mình sẽ chán, nên ba mẹ nghĩ ra trò này để con được vui vẻ. Với lại ba mẹ muốn con hiểu con chính là kho báu quý giá nhất của ba mẹ đó. Ba mẹ cũng là kho báu của con. Con yêu ba mẹ. Cả lớp ai có thể trả lời cho cô, trong ba xe này xe nào được ưu tiên đi trước nào? Em cô. Dạ em nè cô. Mời táo. Dạ thưa cô, xe cứu thương ạ. Đúng rồi, xe cứu thương có nhiệm vụ cứu người khẩn cấp, nên nằm trong trường hợp ngoại lệ của đèn giao thông, đường một chiều. Sau này đi trên đường, nếu gặp xe cứu thương, các em hãy nhường đường nhé. Dạ cô. Mới đi học về đã chở mình đi chơi sao? Ồ, mình muốn bạn cũng có được những trải nghiệm như mình. Ừ, sao phải nhường đường cho các xe đó? Cô dạy, theo luật giao thông thì khi thấy xe cứu thương phải lập tức nhường đường ngay. Đó là luật. Luật này rất tốt, vì trong xe cứu thương có hú còi, là có người cần cấp cứu, cần được đưa vào bệnh viện ngay. Wow, vậy là tụi mình đã tuân thủ luật giao thông và nhường đường cho xe cứu thương. Đúng, dù là làm được điều nhỏ như vậy, nhưng mình cũng cảm thấy rất là vui. Trời ơi, xe cứu thương là xe được ưu tiên. Tại sao không mở thanh chắn để nhường đường chứ? Rồi người bị thương trong đó sẽ ra sao? Cậu bé, tránh ra xa, nguy hiểm lắm. Nhưng lại, xe cứu thương cần đi qua, phải ưu tiên xe cứu thương. Trời ơi. Thằng bé nó bị làm sao vậy? Làm gì nữa? Không biết nó làm cái gì nữa. Kéo nó trở lại đi mọi người ơi. Phải kéo nó trở lại thôi. Sao vậy? Ôi, Kem ơi, nguy hiểm lắm. Em mau tránh ra khỏi chỗ đó đi. Con Trúc ơi, cho tàu dừng lại đi, xe cứu thương cần được ưu tiên. Nhưng trong trường hợp này, xe cứu thương phải nhường cho tàu quả. Hả? Là sao? Chẳng phải cô dạy là phải nhường xe ưu tiên sao? Tính mạng người là quan trọng nhất mà. Là lỗi của cô. Cô nói không rõ. Đúng là phải nhường đường cho xe cứu thương, nhưng trong trường hợp có hai xe ưu tiên trở lên thì phải cân nhắc mức độ nguy hiểm để xác định. Tàu quả cũng là xe ưu tiên kem mà. Xe cứu thương có một người, nhưng nếu đoàn tàu đang chạy và phanh gấp sẽ dẫn đến lật tàu. Trên tàu có hàng trăm tính mạng, mức độ nguy hiểm sẽ lớn hơn.
nên trong trường hợp này xe cứu thương vẫn phải chờ tàu hỏa đi trước. À, thì ra là vậy, con đã hiểu rồi. Hồi nãy con cư xử kỳ cục, thật là ngại quá đi. Không đâu, con là cậu bé tốt bụng, do cô dạy không hết ý. Ngày mai đi học, cô sẽ kể cho các bạn trường hợp này để các bạn hiểu thêm. Nhưng kèm hãy nhớ, việc băng vào thanh chắn đường ray của tàu hỏa rất nguy hiểm. Chỉ những cô chú thực hiện nhiệm vụ ở đó mới điều khiển đóng mở thanh chắn thôi. Chúng ta đi ngang đường ray phải hết sức nghiêm túc nha. Dạ, chút nữa con sẽ xin lỗi chú bảo vệ. Con xin lỗi chú bảo vệ. Thích quá, ở trái đất mỗi ngày chúng ta đều học thêm được nhiều điều mới. Hai anh thấy em mặc cái đầm này đẹp không? Có giống công chúa không? Đẹp lắm. Nhìn y như công chúa trên phim hoạt hình đó. Mẹ anh Kem mua quà sinh nhật cho em đẹp quá. Em thích con búp bê này từ lâu lắm rồi. Nhờ anh nói cho mẹ biết đó nha. Em ước gì ngày nào cũng là sinh nhật em. Để làm gì vậy Bông? Thì để được mọi người tổ chức tiệc nè, được mặc đồ đẹp, còn được tặng nhiều quà, được ăn bánh kem thỏa thích mà không bị la. Anh Kem và Choco còn từ thành phố về chơi với em nữa. Mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật thôi. Vậy em thích thời gian trôi thiệt nhanh, để lại đến sinh nhật nữa. Choco có thể giúp em ngày nào cũng là sinh nhật được không? Cũng có thể đó. Ở hành tinh xanh của anh có đồng hồ điều chỉnh thời gian, đó là bảo bối giúp cây nở hoa nhanh hơn. Thật vậy sao? Vậy anh giúp em đi, giúp em đi. Chúc mừng sinh nhật con bé Bỗng. Sinh nhật bé Mộng. Wow, lại sinh nhật nữa. Dạ con cảm ơn. Lại sinh nhật nữa sao? Em ăn bánh kem ngán luôn rồi, quà cầm cũng mỏi tay luôn rồi. Chúc mừng sinh nhật Bông. Nhưng bà ngoại và mọi người đâu rồi? Sao mặt anh Kem lại nhăn nheo như vậy? Em mừng nhiều sinh nhật quá nên tụi mình già rồi nè. Bà ngoại và mọi người đâu còn ở cùng tụi mình nữa đâu. Không, em không muốn đâu. Em muốn bà ngoại, em muốn gặp mọi người. Thời gian đã trôi nhanh để em được mừng sinh nhật mỗi ngày nên không thể quay lại được nữa. Bà ngoại ơi, ba mẹ ơi, mọi người ơi. Có chuyện gì vậy Bông? Anh Kem, anh trẻ lại rồi nè. Anh coi em có bị già không? Em vẫn là Bông bé Bỗng mà. Mới qua sinh nhật một ngày thì làm sao mà già được. Ôi, mừng quá. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Em không mượn anh đồng hồ điều chỉnh thời gian nữa đâu. Em vừa mơ một giấc mơ thật khủng khiếp. Bông không muốn ngày nào cũng là sinh nhật mình nữa sao? Em không muốn đâu. Một năm một ngày sinh nhật là đủ rồi. Đúng rồi đó Bông. Mẹ anh dạy, sinh nhật là ngày để mình nhớ đến công ơn sinh thành của ba mẹ, chứ không chỉ là ngày để ăn bánh kem, mặc đồ đẹp, được tặng nhiều quà đâu. Mỗi sinh nhật là thêm một tuổi, mình sẽ lớn lên, còn ba mẹ ông bà sẽ lại già thêm một tuổi. Nên Bông đừng mong ngày nào cũng là sinh nhật nữa nha. Dạ, em biết rồi. Ok, biết thì tốt. Wow, bánh mẹ làm ngon quá đi.
Nè, hai đứa phải ăn hết nha, mẹ sợ mập không dám ăn nhiều đâu. Dạ, tụi con sẽ ăn hết ạ. Nhưng mà mẹ đâu có mập, mẹ đẹp nhất nhà mà. Mẹ làm bánh ngon nhất trên đời, con ăn vào muốn bay lên vũ trụ luôn đó. Chưa, cô khéo nịnh mẹ quá đi à. Con không có nịnh đâu, con nói thiệt mà. Hai đứa ăn ngon là mẹ vui rồi. Mẹ sẽ làm thêm thật nhiều món ngon cho hai đứa ăn nha. Yeah, mẹ tuyệt vời nhất. Mẹ tuyệt vời nhất. Không ổn rồi, thằng Chô Cô ngày càng được lòng người trái đất. Không biết bao giờ nó mới bị đuổi ra khỏi nhà để tụi mình bắt về cho nữ hoàng. Tụi mình phải nghĩ cách mới được. Ôi da, người ta thích thằng Chô Cô vì nó hay khen thôi. Mình phải làm sao cho nó toàn nói những lời xấu xa, đáng ghét thì nó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Ê, đúng rồi, dùng viên kẹo nói xấu đi. Thằng Chô Cô mê nhất là sô-cô-la. Để đây, chắc chắn nó sẽ ăn liền. Kiếm mấy lon nước uống đi, khát quá. Để con cất đồ vô tủ lạnh cho mẹ nha. À, có một viên sô-cô-la ở đây, thích quá. Nè 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 nè, hai đứa thấy mẹ mặc đầm này đẹp không? Màu này mẹ mặc không hợp lắm, nhưng mà vẫn ổn. Con thấy cái đầm này xấu quá à. Mẹ mặc nhìn mập ú mà đen thui thùi lùi luôn á. Ôi, sao mình lại nói vậy nhỉ? Mình có nghĩ như vậy đâu ta. Món canh mẹ nêm mặn á, chắc mẹ lỡ tay. Chú Cô, sao con nhăn mặt vậy? Đồ ăn hôm nay mẹ nấu dở ẹt à. Ôi, lại nổ rồi. Sao mình lại như vậy hoài ta? Chú Cô, sao bạn lại nói với mẹ như vậy? Là mẹ buồn đó. Đồ ăn hôm nay chỉ hơi mặn xíu thôi, nhưng mà vẫn ngon. Mình không biết nữa. Mình cũng nghĩ như bạn, nhưng không hiểu sao mình lại nói như vậy nữa. Nếu muốn góp ý với người khác, thì con phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng, không nên nặng lời chê bai khiến người khác buồn. Nay bạn ăn trúng gì mà toàn nói những điều không hay vậy? Hình như từ lúc mình ăn viên kẹo sô-cô-la trong tủ lạnh. Đúng là tụi bò khỉ muốn hãm hại mình rồi. May mà nhà mình có gắn camera nên mới biết được. Vậy bây giờ phải làm sao? Bạn có thuốc giải không? Không sao đâu. Mình nghĩ chỉ cần uống thật nhiều nước là viên kẹo sẽ hết tác dụng liền à. Mẹ ơi, Chô Cô không cố ý nói những lời làm mẹ buồn đâu. Mẹ đừng có giận bạn ấy nha. Các người không đi bắt thằng Chô Cô mà ở đây uống bia rồi quậy phá hả? Cái này là nước ngọt chứ bia gì. Bà quát tháo gì hả, cái bà già xấu xí kìa. Bà muốn thì tự đi bắt đi. Đúng là xấu người còn xấu nữa. Trời ơi, các người đúng là chán sống rồi mà. Chô Cô ơi, bạn đang ở đâu? Chô Cô Kim, bạn đừng buồn. Năm nào trường cũng tổ chức cuộc thi vẽ mà. Đúng đó Kim, thua keo này thì mình bày keo khác, mạnh mẽ lên nào. Mình biết, nhưng mình không có thấy Chô Cô đâu hết. Mình lo cho bạn ấy quá à. Chô Cô bị gì vậy Kim? Là lỗi tại mình, vì mình đã bắt Chô Cô tới núi thời gian để trộm thêm thời gian cho mình vẽ tranh. Mình hối hận quá à. Có khi nào Chô Cô bị nhốt mãi mãi ở núi thời gian không? Ê, thả tôi ra, xin ông đó. Thả ngươi à? Được thôi,
Dù gì một mình ta canh giữ thời gian ở đây hàng trăm vạn năm qua cũng muộn. Ngươi chịu ở đây với ta thì ta sẽ thả ngươi ra. Ê, không, hãy cho tôi trở về, xin hãy thả tôi ra. Thời gian ở đây nhiều lắm, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Ta đi ngủ trưa đây. Mấy bạn coi nè, tọa độ của đồng hồ xuyên không vẫn đang chỉ ở núi thời gian. Mình phải đi cứu bạn ấy mới được. Chu cô, mình đến đây. Nhanh lên, đuổi theo chúng nó. Ủa, tôm, táo, các bạn mau về đi, nguy hiểm lắm. Không, mình là bạn của nhau mà, phải biết giúp đỡ nhau chứ. Nhìn kìa, mình nhớ cho cô kể, thần giữ thời gian là một ông lão. Chắc đó là thần giữ thời gian, đừng để ông ta phát hiện nha. Mình mau đi tìm cho cô nào. Bộ khỉ, nhanh tay lên, hái hết lọ đựng thời gian cho ta rồi chuồn lẹ đi. Chuồn đi đâu vậy? Hỏi thừa quá. Thì đi về nghĩ cách tiêu diệt vũ trụ chứ đi đâu nữa. Bị phát hiện rồi. Hả? Nguy rồi. Sao giờ lại có bọn hành tinh bóng đêm ở đây chứ? Một, hai, ba, bốn, năm. Năm kẻ to gan các người tới đây trộm thời gian của ta phải không? Dạ không có, con chỉ muốn tìm chú cô thôi. Thì ông có nhiều thời gian vậy, cho chúng tôi xíu xíu có sao đâu. Nhiệm vụ của ta là canh giữ thời gian để mọi thứ diễn ra đúng quy luật của vũ trụ. Các người dám đến phá rối thì nhất định phải bị trừng trị. Thời gian của ta đã cầm trên tay còn đi tuột mất, thật là tức vỡ đi mà. Các người không thoát khỏi ta đâu. À, mình có cách rồi. Nữ hoàng, bỏ khỉ, hai người hãy ở lại đây giữ chân thần thời gian trước đi. Nữ hoàng, người đừng tin chúng, lỡ chúng bỏ trốn mất thì sao? Hết cách rồi, đành điều một phen. Ba người chạy đi đâu? Nữ hoàng, bỏ khỉ, tránh sang bên phải. Con xin lỗi thần thời gian. Các người đợi đó. Ôi, chú cô, cuối cùng tụi mình cũng tìm được bạn rồi. Kem, táo, tôm, mình cứ tưởng là sẽ không được gặp lại các bạn nữa chứ. Hả? Ủa, bọn hành tinh bóng đêm, chúng có làm gì các bạn không? Trời ơi, bị nhốt trong đó không ra được mà còn nhiều chuyện nữa kìa. Kính này làm bằng chất liệu vô cùng chắc, mình không phá được. Nữ hoàng, bỏ khỉ, hai người giúp chú cô với. Có chú cô giúp sức thì chúng ta mới trở về trái đất được. Chúng nói cũng có lý. Bỏ khỉ, một, hai, ba. Mình chỉnh tọa độ về lại nhà Kem rồi nè. Ừ, đi nhanh lên. Coi chừng ông thần thời gian kia đuổi tới tìm, muốn thoát cũng không có được đâu á. Cho cô, ta và bọn khỉ đã cứu ngươi.
gì mà bây giờ ngươi lại muốn hại bọn ta hả? Ủa, kim tọa độ đúng là ở nhà kem mà. À, sao lại thế này? Đừng hư giờ này chứ. Bạn mau sửa nó đi cho cô. Mình đi lâu vậy, đường nào về ba mẹ và chị May cũng la mình cho coi. Sáng mai mình còn có tiết kiểm tra nữa, mình còn chưa ôn bài. Để mình sửa liền. Ngươi biết sửa không đó? Để ta. Ôi không, giờ sao mình về nhà đây? Thận thời gian, ông không được hại các bạn của ta. Bọn ta vừa có 6 người rồi nghe. Ông, ông cẩn thận đó. Ta chẳng còn tâm trí mà đánh nhau với các ngươi nữa. Ta chỉ muốn hỏi, các ngươi có muốn về nhà không? Dạ muốn. Vậy thì phải giúp ta tìm ra những mảnh vỡ để lấp đầy lỗ hổng thời gian trên cánh cửa đã. Các ngươi có thấy những tảng đá để tấn công ta không? Những tảng đá ấy đã lăn trúng vào cánh cửa thời gian, khiến cho một số mảnh vỡ bị mất đi. Ôi không, tiêu ta rồi. Chuyện là vậy đó. Nếu không sớm tìm ra những mảnh vỡ thời gian để khôi phục cánh cửa, thì ta e trật tự vũ trụ sẽ bị đảo lộn mất, và các ngươi sẽ bị nhốt tại đây mãi mãi. Không. Nhưng nếu các ngươi giúp ta sửa xong cánh cửa, ta hứa sẽ thả các ngươi ra. Thần thời gian, đây cũng là lỗi của tụi con. Ông yên tâm, tụi con nhất định sẽ tìm ra được những mảnh vỡ. Được, nhưng lưu ý rằng mỗi mảnh vỡ đều chứa một thử thách trong quá khứ. Từng người các ngươi phải khắc phục và sửa sai, thì mảnh vỡ thời gian mới tự động trở về bên cánh cửa. Ông cứ yên tâm đi, có gì làm khó nữ hoàng ta chứ. Đi sớm về sớm nào, bò khỉ. Ừ, vậy chúng ta cùng đi tìm thôi. Mình tìm ra một mảnh vỡ thời gian rồi nè. Các em còn 10 phút nữa. Hả? Chuyện này đã xảy ra rồi mà. Mình hiểu rồi. Cách để có được mảnh vỡ thời gian là mình phải sửa lại những sai lầm trong quá khứ. Chú cô, bạn đừng giúp mình. Mình sẽ tập trung để tự hoàn thành bức tranh như các bạn khác. Mình không để bạn phải mạo hiểm như mình nữa đâu. Hưng, bạn nói gì vậy Kem? Mình có mạo hiểm gì đâu. Đã tìm được một mảnh vỡ thời gian, còn giỏi lắm. Nhưng các bạn của con đâu, thưa thần thời gian? Ta cũng không biết nữa. Chắc họ vẫn đang tìm kiếm và khắc phục những sai lầm trong quá khứ của họ. Nhất định các bạn sẽ làm tốt thôi. Thời gian không còn nhiều nữa. Nếu các bạn của con không quay trở lại kịp thời, thì sợ là... Nhất định các bạn sẽ về kịp mà. Ui da, ui da. Tao, sao bạn đánh mệt đớp? Sao bạn lại đánh mệt? Ủa, hình như đây là mảnh vỡ thời gian. Bắt lấy nó. À, ui da. Tôm ơi là tôm. Nhìn kìa. Tôm, đừng buông tay. Ủa, tao đâu? Sao mình về nhà rồi nè? Vậy có cần đi tìm mảnh vỡ thời gian nữa không? Tôm, ra phụ chị lấy đồ vô với. Trời sắp mưa rồi. Nhưng hôm nay tới lượt chị lấy đồ vô mà. Ủa, chuyện này xảy ra hôm qua rồi mà ta.
ra mảnh vỡ thời gian muốn mình sửa sai. Mình hiểu rồi. Giỏi dữ ta. Nay kêu một tiếng là ra phụ chị liền. Em không muốn đồ bị dơ hết, cũng không muốn chị bị bệnh đâu. Hả? Em nói gì vậy Tôm? Chị vẫn khỏe mà. Cảm ơn em nghe Tôm. May mà có em giúp chị, không thì đồ ướt hết trơn rồi. Bữa sau tới lượt em lấy đồ, chị sẽ phụ em. Dạ, chị May. À, mình đã tìm được mảnh vỡ thời gian. Tôm, bạn trở về rồi. Tuyệt quá đi. Bạn đã tìm được một mảnh vỡ thời gian rồi. Còn Táo đâu? Bạn ấy đi cùng hướng với bạn đúng không? Ừ. Nhưng khi nãy tự nhiên động đất dữ quá nên tụi mình bị tách ra. Không phải động đất đâu, là mảnh vỡ thời gian đưa các con quay lại quá khứ để thử thách đó. Vậy lỡ như không vượt qua thử thách thì sao? Thì bạn ấy sẽ mắc kẹt ở đoạn ký ức đó. Táo à, ra chơi với ba mẹ chút đi con. Nửa tiếng nữa ba mẹ phải đi rồi. Ủa, hôm qua ba mẹ đi công tác rồi mà. Anh đã bị hủy hợp đồng vì đã tự ý bỏ chuyến công tác. Mình phải sửa sai mới được. Mình chơi trò cưỡi ngựa đi ba. Được luôn. Mời công chúa của ba lên ngựa nào. Ba mẹ yên tâm, con sẽ ở nhà và học thật ngoan. Ba mẹ thương con. Bạn về rồi nè. Mừng quá. Phải rồi. Nhờ có thử thách của mảnh vỡ thời gian mà mình đã biết quý trọng thời gian ở bên ba mẹ hơn. Không còn khóc nhẹ, giận hờn khi ba mẹ đi công tác xa nữa. Và đây, mình đã tìm được mảnh vỡ thời gian nè. Các con nhìn kìa, cánh cửa thời gian gần được khôi phục rồi. Giỏi lắm. Sao Chu cô còn chưa về ta? Không biết bạn ấy có gặp nguy hiểm gì không nữa. Không biết bạn ấy có tìm được mảnh vỡ thời gian của bạn ấy chưa. Còn cả bọn bọ khỉ và nữ hoàng 47 nữa. Ai cũng có khả năng thần kỳ hết trơn mà. Có lẽ thử thách của họ quá khó nên mới lâu về. Chúng ta đợi thêm chút nữa. Chà, mảnh vỡ thời gian này lớn quá. Lấy được nó, chắc sẽ sửa được cánh cửa thôi. Cứu bọn ta. Ngươi tìm mảnh vỡ khác đi. À, vậy thế này, sao mình lại ở đây? Lúc này mình đang đi do thám vũ trụ thì bị bọn hành tinh bóng đêm bắn phá đây mà. Chẳng lẽ thử thách của mảnh vỡ thời gian là mình phải đánh thắng bọn hành tinh bóng đêm sao? Bò khỉ, ngươi làm gì đó? Mau bắn trả cho ta. Dạ, tuân lệnh nữ hoàng. Ủa, mà nữ hoàng, chuyện này xảy ra lâu rồi mà sao lặp lại y chang vậy? Ờ ha, mình đang đi tìm mảnh vỡ thời gian mà. Sao giờ lại ở đây? Thôi, cô bắn tiếp cho ta. Hả? Không ổn rồi. Sao bắn nhau nãy giờ mà chưa kết thúc nữa? Rốt cuộc mình phải làm gì mới đúng đây? Đúng rồi, mình nhớ rồi. Sau khi đánh nhau thì đĩa bay của mình sẽ bị cháy. Kết quả này rất tệ.
Lần đó cả đám đều bị bó bột lại rất đau đớn vì cuộc chiến này. Thôi được rồi, ta sẽ tha cho ngươi lần này đó. Được, ta cũng sẽ đình chiến lần này. Chú cô, bạn không sao chứ? Sao bạn đi lâu quá à, làm tụi mình lo lắm đó. Mà sao bạn về cùng lúc với bọn bọ khỉ vậy chú cô? Mình không sao, do tụi mình cùng giải quyết chuyện trong quá khứ nên mới đi lâu như vậy. Nữ hoàng nhìn kìa, cuối cùng cánh cửa thời gian cũng sửa xong, mình về thôi. Ông thần thời gian kia, tụi tôi đã sửa xong cánh cửa rồi, ông không được nuốt lời nghe chưa? Mau mở cửa. Tất nhiên ta đã hứa thì sẽ giữ lời, nhưng trước khi rời khỏi đây, ngươi phải trả lại lọ thời gian đã lấy trộm cho ta. Ủa, lấy có một lọ mà cũng biết nữa hả? Thời gian của mỗi người đều như nhau. Ta hy vọng khi trở về nhà, mọi người sẽ biết trân trọng thời gian của chính mình, để từng khoảnh khắc trôi qua đều trở nên ý nghĩa. Dạ, tụi con hiểu rồi. Cảm ơn ông, thần thời gian. Tạm biệt. Không sao, mình sẽ chăm chỉ tập luyện để năm sau tiếp tục tham gia cuộc thi. Nhất định mình sẽ dễ kịp giờ. Ta đã thành công. Bỏ khí đâu? Dạ có thật. Nhà ngươi đem vi mạch này dán vào một trong những đứa bạn của Choco rồi bắt nó về đây cho ta. Cái này là cái gì vậy thưa nữ hoàng? Đây là vi mạch mô phỏng. Ngươi chỉ cần dán vào người kia là ngươi có thể điều khiển mọi hành vi của kẻ đó. Nè, hãy xem đây. Nữ hoàng thật là thiên tài. Còn không mau đi bắt chú cô về đây cho ta. Tuân lệnh. Dán vào ai bây giờ ta? Cái tên to con dữ dằn kia được đó. Đôi bánh đây, hôm qua thi đấu bóng rổ dám chơi xấu mà nè. Nhưng mình xin lỗi rồi, mình đâu cố ý. Khỏi xin lỗi, lần sau còn lộn xộn là mình cho ăn đòn. Bạn chờ đó, mai mình mé cô. Lại đi bắt nạt bạn bè đó hả? Về nhà ngay, mai lên trường xin lỗi bạn. Không, đi qua nhà kem. Em dám xô chị hả Tom? Tom, đứng lại. Ủa Tom, bọn mình đang định ra công viên chơi nè, bạn đi không? Cho cô đâu? Ở trong nhà á. Chú cô muốn xem múa rối nước nên không có đi. Giúp mình tí đi, cái chống chân này cứng quá à. Bạn làm cái gì vậy? Xe mẹ mới mua cho mình. Tôm có đây không kem? Tôm cũng vừa chạy vào nhà rồi. Hôm nay sao ai cũng kỳ lạ hết vậy ta? Tôm đã hư xe đạp mới của em rồi. Thả mình ra. Tôm, đứng lại. Cứu mình rồi. Cái gì sau lưng Tôm thế kia? Chú cô, mau gỡ miếng dán sau gáy Tôm. Hay lắm, vừa kịp lúc ta bắt được chú cô.
Ngươi đã làm gì Tom? Ngươi đã điều khiển em ta thành con rối. Sao ngươi biết? Ta cứ tưởng bình thường hắn hay bắt nạt bạn bè thì điều khiển hắn sẽ không ai nhận ra chứ. Nhưng biết thì muốn rồi. Ta đã bắt được Choco, không tốn hơi sức nào. Ma đến, bắt lấy bạn điều khiển kia. Dám điều khiển ta sao? Cảm ơn các bạn đã cứu mình. May mà có chị May phát hiện ra điều bất thường của Tom á. Em thấy chưa, vì tật hay bắt nạt bạn bè nên mới bị kẻ xấu lợi dụng đó. Em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ bớt hung dữ lại. Vậy bạn sẽ bảo vệ mình chứ không ăn hiếp mình nữa, có đúng không? Em giỡn mà chị. Nhưng mà chưa cô, còn miếng nhắn kia đâu rồi? Ở trên người bỏ khỉ rồi. Bỏ khỉ, ta ra lệnh cho cô đứng lại. Bị bông gân chán quá. Trời nóng như vậy mà không được đi bơi, phải nằm dài ở nhà 3 ngày nữa. Thì bạn đi đi lại lại trong nhà đi. Chân cẳng mình như vậy mà đi đâu? Giờ muốn xuống khỏi giường còn khó nữa. Mình mới sửa món này, bạn có muốn thử không? Đồ chơi mới hả? Nè, đây là bánh lái cân bằng trong phi thuyền của mình. Đây, mình gắn nó vào đây. Đây là... Bánh lái này sẽ tạo ra môi trường không trọng lực trong phi thuyền của mình để tiết kiệm nhiên liệu đó. Thích quá, y như đang bơi ở dòng sông Lừa vậy đó. Mà mình không phải vận động nhiều nữa. Các phi hành gia trái đất cũng giống như vậy nè. Mình thấy trên tivi một lần rồi. Thích quá à. Mai mốt mình cũng sẽ làm phi hành gia. Xem mình uống nước kiểu phi hành gia nè. Xem mình biểu diễn nè. Hay quá. Ê, mình biết bay rồi nè. Hay quá, mình chưa thử bao giờ. Mình muốn thử lượn xuống nhà coi sao. Khoan. Ôi da. Mình chỉ điều chỉnh môi trường không trọng lực trong phòng này. Bạn mở cửa ra thì trọng lực trái đất mạnh hơn sẽ đưa mọi thứ trở về như cũ. Vậy mình mở rộng phạm vi không trọng lực được không? Thì mình xoay bánh lái thêm nữa. Nhưng mà... Ê! Đừng! Ôi! Kem! Bạn đâu rồi? Ê chưa cô! Mình bị trôi vào trong tủ rồi. Phải bơi tới chỗ cái máy để tắt nó đi. Cứu mình với, chú cô. Chú cô, bạn đâu rồi? Cánh quạt sắp cưa mình ra làm đôi rồi nè. Cố lên, mình sắp tới cánh cửa rồi.
mà tắt kịp thời. Làm phi hành gia khó quá đi, còn nguy hiểm nữa. Thì bạn muốn làm gì cũng phải học giỏi, rèn luyện mới thành công được chứ. Mẹ về rồi hai đứa ơi. Trời đất ơi, cái gì đây kìa? Tiêu rồi. Cho cô. Trời ơi, mẹ chỉ đi vắng có một tiếng thôi mà cả nhà lộn xộn lên như vậy đấy hả? Chúng con xin lỗi mẹ. Hôm nay được đi chơi trong rừng thích ghê á. Tuần nào mình cũng đi nha cho cô. Thì chỉ cần ba mẹ cho phép, mình sẽ dẫn các bạn đi. Mấy bạn nhìn kìa. Trời ơi, chắc hai mẹ con em khỉ này đang đói lắm ha. Kìa táo, em đừng cho khỉ thức ăn của em, không tốt đâu. Nhưng chúng đang đói mà chị Mai. Mình về thôi các bạn, trời sắp tối rồi. Chị ơi, mấy em ở đâu? Chị mang đồ ăn tới cho mấy em đây. Sao? Sao nhiều khỉ dữ vậy nè? Chạy ba lô lại cho chị. Ngày mai chị mang đồ ăn tới tiếp cho. Chị hết đồ ăn thật rồi mà. Táo, bạn có sao không? Chào cô, mình không sao. Ủa, các bạn, sao lại biết mình ở đây? Hồi chiều mình thấy bạn mang ba lô có rất nhiều bánh kẹo đi về hướng khu rừng, nên mình rủ mọi người đi theo á. Cũng may có kem báo tin, nên tụi chị mới tới kịp. Nguy hiểm quá. Mình mau rời khỏi khu rừng rồi nói chuyện sau. Các người muốn đi đâu? Ăn đi khỉ. Cứ nghe lời nữ hoàng thì các ngươi lúc nào cũng được no bụng. Nhìn kìa, bọn chúng đã mua chuột bầy khỉ rồi. Từ nay cả bầy khỉ trong khu rừng này sẽ là thuộc hạ của ta. Mau bắt hết chúng lại cho ta. Chạy thôi. Nhanh lên. Mau lấy đồng hồ xuyên không ra đi cho cô. Được rồi, mình sẽ lấy liền. Ôi, có một con khỉ kéo chân mình nè. Chúng ta cùng kéo mạnh đi cứu cho cô đi. Tức thiệt. Bầy khỉ mà không bắt được mấy đứa nhóc là sao? Cảm ơn Choco, chị May và các bạn nhiều lắm. Chị đã nói em không nên cho động vật hoang dã thức ăn của con người rồi mà Táo. Sao em không nghe lời? Dạ, em sợ chúng đói tội nghiệp. Nhưng thức ăn của con người không phù hợp với hệ tiêu hóa của khỉ. Em cho chúng ăn bánh kẹo là đang làm hại chúng đó. Khỉ mà ăn bánh kẹo sẽ bị đau bụng đúng không chị May? Đúng rồi, nghiêm trọng hơn nữa. Khi em cho khỉ ăn nhiều lần như vậy, chúng sẽ có thói quen xấu là ỷ lại vào con người mà không tự tìm kiếm thức ăn, làm mất bản năng sinh tồn trong tự nhiên. Và khi chúng không được cho đủ thức ăn, chúng sẽ trở nên cực kỳ hung dữ và tấn công cả em nữa đó Táo. Em xin lỗi, em chỉ muốn giúp bầy khỉ. Các em có thể giúp bầy khỉ bằng cách khác mà. Cách gì vậy? Đó là các em hãy biết bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng, thì các động vật hoang dã sẽ được phát triển tốt trong ngôi nhà tự nhiên của chúng. Dạ em hiểu rồi. Cảm ơn chị May. Ừ. Bọn khỉ kia, mau nghe lệnh ta. Mau đi tấn công trái đất. Bắt sống cho cô về đây cho ta. Nở hoàng, chúng ta hết sạch chuối rồi. Chưa làm được gì mà đòi ăn miếng à? Chạy, con khỉ nổi loạn rồi. Cứu ta.
Bây giờ con với trâu đã là bạn của nhau rồi đó. Con còn thấy trâu hung dữ nữa hay không? Dạ không, cưỡi trâu thích lắm ngoại ơi. Ước gì trên thành phố con cũng có một con trâu dạy cưỡi đi học thì quay biết mấy luôn á. Nếu mà con mang trâu lên được thành phố thì ngoại cho con một con này đó. Hả? Thật không ngoại? Có đồng hồ xuyên không này thì tụi con có thể dễ dàng mang trâu lên phố rồi. Tèn tèn tèn. Vậy con mang trâu lên thành phố nha. Đi nào bạn trâu. Anh Kem nhớ cho trâu ăn cỏ và tắm nó mỗi ngày nha. Ừ, anh biết rồi. Trâu là bạn của anh mà. Anh sẽ chăm sóc trâu thật là tốt luôn. Tạm biệt ngoại với bông. Mong là không có chuyện gì xảy ra. Wow, Kem cưỡi trâu đi học kìa. Thích quá. Wow, nhìn oai ghê. Kem ơi, cho mình cưỡi trâu với. Mình nữa. Ủa, mà chỗ ba có sao không ta? Chắc không sao đâu, đúng không trâu? Các bạn sẵn sàng chưa? Mình tới trường thôi trâu ơi. Con trâu kìa ba. Ủa, trâu ơi, đèn đỏ thì phải dừng lại chứ. Em ơi, mình sợ quá. Cho mình xuống đi. Mình nữa. Mình không cưỡi trâu đi học nữa đâu. Đi bộ an toàn hơn á. Trâu ơi, trâu ngoan, bình tĩnh đi bạn. Không sao rồi. Chắc trâu mới lên thành phố, chưa quen xe cộ ở đây thôi. Con chào chú cảnh sát. Ừ, chào các con. Cho chú hỏi, con trâu này là của ai vậy? Dạ, dạ là của con. Nhưng chú cảnh sát ơi, trâu hiền dữ lắm, con chỉ cưỡi nó đi học thôi à. Chú đừng bắt trâu của con nha. Chú biết trâu bò đều rất hiền lành, nhưng trong thành phố không được chăn dắt trâu bò. Đồng thời không được sử dụng trâu bò làm phương tiện vận chuyển, vì nó sẽ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Do con cưỡi trâu bò đi học nên khi nãy mới gây náo loạn đường phố, đúng không? Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ dắt trâu về liền. Ôi dạ. Trâu ơi là trâu. Mẹ ơi. Mẹ đây, mẹ đây. Trâu ai thả lung tung như vậy? Nguy hiểm quá. Để mẹ báo công an. Mình đi khắp thành phố mới tìm được ít cỏ tươi cho trâu nè. Ăn đi trâu. Chắc bạn đói lắm rồi phải không? Ừ, không cưỡi trâu đi học được, cũng không dắt trâu ra ngoài được. Vậy giờ mình phải nhốt trâu ở nhà sao Kem? Bị nhốt vậy chắc bạn ấy sẽ buồn lắm. Ở thành phố cũng không có sông hồ cho trâu nghịch nước, không đủ cỏ cho trâu ăn, không có cánh đồng cho trâu cày cấy. Mình thấy trâu ở quê với ngoại và em bông sẽ vui hơn nhiều á. Mỗi loài đều có một môi trường sống thân thuộc và mình cần tôn trọng điều đó Kem ạ. Mình nghĩ bạn nên đưa trâu về với làng quê. Đó mới là nơi nó thuộc về. Chú cô nói đúng đó Kem. Mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm. Có thiệt là mình sẽ được coi đom đóm không? Sao bạn cũng ra nữa? Mình rủ mỗi chị May thôi mà. Mình phải đi theo bảo vệ chị mình. Với lại mình cũng muốn xem đom đóm. Bạn làm gì mà keo vậy? Không sao đâu Kem.
mọi người cùng xem mới thú vị chứ. Chị hồi hộp quá, chị luôn muốn xem Đom Đóm. Em biết chị sẽ thích mà, nên hôm trước ở vườn nhà ngoại em thấy Đom Đóm đẹp mới bắt về mấy con cho chị xem nè. Có thấy sáng gì đâu, hay là bạn bắt đại chứ chẳng phải Đom Đóm gì hết. Đúng là Đom Đóm mà, dì hai giúp mình bắt lúc đuôi nó còn sáng mà. Đưa đây cho mình. Tôm, đừng làm vậy, Đom Đóm chết bây giờ. Hay là thử thả chúng ra xem sao, nhiều khi ở trong cái lọ này chật quá. Có vậy thôi hả? Không phải vậy đâu chị May, hôm trước ở quê em sáng cả một vườn Đom Đóm đẹp lắm. Thôi không sao đâu Kem, ở thành phố mà sao đẹp bằng ở quê được, chị cũng thấy nó nhấp nháy là được rồi. Cảm ơn em. Mình về thôi chị May, em không tin Kem đâu. Đom Đóm bé tí sáng yếu ớt như vậy làm sao đẹp bằng đèn điện thành phố được. Kem ra rẻ đó mà. Ba ơi, sao Đom Đóm mà con đem từ quê lên á lại không có sáng nữa vậy ba? À, con coi, không khí ở quê trong lành hơn. Với lại ở thành phố, nhiều khói bụi và ánh sáng đèn rất có hại, mà tuổi thọ Đom Đóm lại ngắn. Con đưa chúng lên thành phố xa xôi, làm cho chúng bị tách khỏi gia đình và bạn bè vĩnh viễn, thì con nghĩ chúng còn có thể vui vẻ mà sáng lên được không? Con hiểu rồi ba. Vậy mình làm sao mới cho chị May xem cảnh tượng cánh đồng Đom Đóm được đây? Để mình thử xem. Đây là giấy bóng đêm, bọn mình căng giấy này lên để ngăn cản ánh đèn hắt vào. Còn đây là phấn dụ côn trùng, mình sẽ rắc quanh đây, hy vọng là Đom Đóm sẽ bay đến. Wow, hay quá. Vậy là lát nữa chị May đến có thể thấy được Đom Đóm ở đây đúng không? Cũng có thể, mình không biết chắc. Nhưng quan trọng là mình phải dọn dẹp xung quanh đây thật sạch sẽ trước đã. Vì ba bạn nói rồi đó, Đom Đóm có mặt nơi nào không bị ô nhiễm và không có nhiều ánh đèn điện. Mình hy vọng là tụi mình đã dọn đủ sạch để bọn Đom Đóm có thể hiện ra. Mình cũng mong vậy. Phấn này có thể thu hút mọi loại côn trùng, thì trong đó cũng có Đom Đóm. Mình có thêm một ít chất men phát sáng, hy vọng là sẽ thành công. Ở đây không có ánh đèn đường, nhìn hơi sợ. Có em ở đây, chị May đừng lo. Chị May chờ một chút, chắc Đom Đóm sắp tới rồi đó. Nhưng mà chỗ này có vẻ sạch sẽ hơn bình thường. Đúng rồi, bọn em đã dọn rác cả buổi chiều đó. Có vậy thì mới hy vọng có Đom Đóm. Tiếng dế kêu kìa. Đom. Vậy là phấn của mình đã có tác dụng rồi. Nhưng mà chưa thấy Đom Đóm. Em đã nói mà, cảnh tượng rất đẹp, đúng không chị May? Không thể nào tin được lại có cảnh đẹp như vậy. Đèn thành phố làm sao sánh bằng. Đúng rồi, nếu con người có thể giữ cho thiên nhiên trong lành thì cánh đồng ánh sáng này có thể ở khắp mọi nơi chứ không chỉ dưới quê. Cảm ơn em đã làm mọi thứ này để chị được nhìn thấy khung cảnh đẹp tuyệt vời. Đẹp quá. Đẹp quá. Cuốn sách của mẹ để đây đâu rồi? Cuốn sách nào mẹ? Con đâu có biết đâu. Con xem đi, con để đồ chơi lên đây hết rồi. Thì chắc là hôm bữa con chơi nên tiện để trên đó. Nè, con nhìn đi, chưa hết đâu. Nè, chưa kể là trên cầu thang, trong phòng của con, khắp mọi nơi trong nhà đều có đồ của con để lung tung hết. Mẹ nhắc con bao nhiêu lần rồi, bây giờ mẹ đi chợ, khi về mà con còn chưa dọn xong thì sẽ không được đi chơi một tháng đâu nha. Mẹ cứ la mình hoài,
Mấy cái này mình chỉ dọn một chút là xong thôi. Hey, vậy bạn làm ngay đi, mẹ đi chợ về bây giờ đó. Thôi, mình coi tivi thêm tí nữa. Bạn cứ để đồ đạc bày bừa nhiều ngày như vậy sẽ làm cả nhà rối tung lên. Muốn kiếm đồ gì cũng không được, mẹ bạn bực mình là đúng rồi. Làm gì có, mình mới bày ra hôm qua thôi mà. Để mình cho bạn thấy. Hả? Cái gì vậy? Đây là hơi ga lớn chuyện. Đồ vật nào không được dọn dẹp càng lâu thì nó sẽ càng phình to ra theo thời gian. Mấy cuốn sách này là bạn đã lấy ra khỏi kệ gần 24 tiếng nên nó phình ra vậy đó. Thôi mà chú cô. Đó đó, mấy cái to quá cỡ này là do bạn để cả tuần chưa dọn á. Bạn mau làm cho chúng trở lại như cũ đi. Mình không làm được đâu. Bạn phải đưa nó trở về chỗ cũ thì chúng mới trở lại như trước thôi. Hay mình chờ hơi ga hết tác dụng? Phải 3 ngày mới hết. Mẹ la mình chết mất. Vậy thì bắt tay vào làm đi. Mình sẽ phụ bạn. Nặng quá cho cô ơi. Nếu bạn chịu dọn sớm thì đâu có vất vả như bây giờ. Trời ơi, mệt quá trời. Đi mèo, chúng ta dọn thôi. Bao giờ mình dọn nhà mệt như vậy. Mẹ bạn vừa phải đi làm, vừa phải dọn dẹp nhà cửa, còn dọn đồ của bạn nữa, cũng mệt như vậy đó. Mình hiểu rồi, mình chưa rồi, mình sẽ không để đồ đạc lung tung nữa. Hai đứa dọn dẹp gọn gàng quá ha. Giỏi đó nghe. Mẹ có mua kem và trái cây cho hai đứa đi nè. Yeah, con cảm ơn mẹ. Wow, hôm nay con trai biết tự túc dọn ngay sau khi ăn luôn á hả? Dạ, giờ con đã hiểu mẹ đã vất vả làm việc nhà như thế nào. Con sẽ cố gắng giúp mẹ nhiều hơn. Kèm của mẹ đúng là ngoan nhất. Hôm nay ba lại về muộn, tội mẹ quá. Ba thiệt là vô tâm. Mình muốn mẹ được hạnh phúc, ước gì mình có thể đổi ba mới ha. Hơi, lại nữa rồi. Mỗi lần có chuyện gì giận ba là bạn lại đổi ba mới. Đổi cũng được, chỉ cần quay lại quá khứ và để mẹ cưới người khác là được. Thiệt vậy hả? Vậy bạn mau giúp mình trở về 10 năm trước đi. Mình muốn đổi ba khác. Nhưng có khi đổi xong bạn lại hối hận hơn đó. Không đâu, mau giúp mình đi mà chú cô. Được thôi, là bạn năn nỉ mình đó nha. Đồng hồ xuyên. Anh dám đùa giỡn với tôi vậy sao? Có hạnh phúc không? Mẹ ơi, con về rồi nè. Con là ai? Sao con tới nhà cô? Ủa mẹ, mẹ không nhận ra con sao? Con là Kem, con trai của mẹ.
Con nhầm rồi. Cô chỉ có hai đứa con tên là Na và Su thôi. Mẹ, ai vậy mẹ? Không thể nào. Chuyện gì thế này? Chúng con dẫn mình đi tìm ba đi. Ba ơi, về nhà với con đi ba. Mẹ không nhận ra con nữa. Con là ai? Sao gọi chú là ba? Ba, ba cũng không nhận ra con sao? Xin lỗi em, dạo này công ty anh nhiều việc quá, nên anh phải ở lại tăng ca. Sao em không ngủ trước đi? Em đợi anh được mà. Anh đi làm có mệt lắm không? Không sao, vài bữa xong dự án này, anh sẽ có khoản thưởng nhỏ. Cả nhà mình tổ chức du lịch một chuyến nha. Năm nay Kem cũng chưa được đi chơi đâu. Bạn thấy chưa? Ba về trễ vì nhiều việc, chưa có phải đi chơi đâu. Ơi, hả? Chắc lại có trò gì nữa rồi. Đúng không? Nước nè con. Ngoại có nước ngọt không? Con thèm nước ngọt có ga, uống mới đã. Thèm nước ngọt à? Vậy để ngoại chặt trái dừa cho con uống nha. Mấy đứa thì theo ngoại. Chán về quê ghê á, nước ngọt mà cũng không có để uống. Nước dừa mới ngon hơn nhiều chứ anh Kem. Anh uống là ghiền luôn á. Chắc nhiêu đây là đủ rồi hen. Bò khỉ, ta đếm từ 1 đến 3, người phải bắt trúng cho cô nghe chưa? 1 2 Ủa, nữ hoàng ơi, cứu thần! Con có con gì nhìn ghê quá, bò lên chân thần! Hả? Bọn hành tinh bóng đêm, mọi người cẩn thận! Ta còn chưa đếm xong mà ngươi đã làm loạn rồi, thiệt là vô dụng à! Để ta ra tay! Ê dạ! Ai? Chèn đét bay, dám vào giường phá bà, còn dám đánh cháu bà nữa! Rồi bà làm gì bọn ta? Thì bà cho mấy đứa ăn chổi chứ sao? Vô khí gì vậy? Đau quá! Đau quá! Hay quá ngoại ơi! Để ta coi bà còn vũ khí gì nữa. Đau quá nữ hoàng ơi. Thì ta lỡ tay chút thôi mà. Mọi người mau trốn sau góc dừa đi. Con sợ quá ngoại. Giờ mình phải làm sao? Các ngươi sợ rồi phải không? Giao cho cô ra đây, rồi bọn ta sẽ tha cho. Bọn chúng có dao kìa. Mình phải có vũ khí gì thì mới thắng được chứ. Mình dùng lá dừa làm vũ khí được không ngoại? Lá dừa mềm eo, sao mà đánh lại bọn xấu được chứ? Ý cô Bông hay đó, mình có cách này. Bình xịt làm cứng, mọi người mau hái lá dừa lại cho mình. Ta có vũ khí rồi. Tốt quá. Ngươi nghĩ sao mà cầm cái lá đó đánh với bọn ta vậy hả Choco? Khinh thường bọn ta quá rồi đó. Đau, đau, đau. Lá gì mà bắt thương dao của mình luôn vậy nữa ngoài. Tổng tấn công. Giờ sao đây nữa ngoài? Trời ơi, thì chạy chứ sao, nhanh. Thắng rồi. Wow, ngọt quá. Nè, nước dừa không chỉ ngọt mà còn có nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe nữa. Con có thể ăn cơm dừa rất thơm béo,
chưa hết đâu nghe. Từ cây dừa, người ta có thể làm ra kẹo dừa nè, mứt dừa, chổi dừa hay các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nữa đó. Ồ, dừa miền Tây không chỉ ngon mà còn hữu dụng quá ngoại ha. Hèn gì, dừa chính là đặc sản của quê mình. Anh thấy chưa, em nói anh uống dừa là ghiền liền mà. Nước dừa miền Tây ngon thiệt đó nữ hoài. Trời ơi, ngươi uống không còn giọt nào chừa cho ta vậy? Hôm nay em sẽ cho anh chị coi một phương tiện di chuyển quen thuộc của cư dân miền biển đó. Có gì hay đâu, đằng nào cũng là đi thuyền, ngồi trên thuyền bơi qua bơi lại. Chán. Đừng đánh giá nhanh quá vậy, từ từ, màn hay còn chưa tới mà. Xin giới thiệu với anh chị, ông Tám đây là hướng dẫn viên địa phương, chuyên chèo thuyền thúng, kinh nghiệm trên 40 năm. Ông Tám còn là kim hàng xóm của em. Ông 50 tuổi mà trên 40 năm kinh nghiệm. Vậy là... Đúng vậy, ông Tám biết đi học là biết chèo thuyền thúng luôn. Con đoán vậy. Thuyền thúng là một nét văn hóa đặc biệt của Việt Nam mình đó nghe. Thuyền nhỏ, nhẹ, đi ít người tiện hơn. Nhưng mà hồi giờ mình có vỏ lãi rồi, nên là đi lại tiện hơn và ngồi được nhiều người hơn. Cho nên tùy vào nhu cầu sử dụng thì người dân sẽ lựa chọn phương tiện phù hợp. Ngày nay thuyền thúng còn được sử dụng để biểu diễn phục vụ du lịch. Hả? Biểu diễn gì ông? Để ông cho các cháu xem nha. Ông Tám làm vậy, lỡ lật thuyền té thì sao? Thuyền thúng không lật được đâu. Hay quá. Đâu. Hay quá ông Tám ơi. Wow, quá là đặc sắc luôn. Cảm ơn mấy đứa. Con xin lỗi đã nghi ngờ ông Tám. Không có gì đâu. Bây giờ con biết thêm một nét văn hóa quê mình rồi đó. Dạ. Thiệt là độc đáo ha. Mình tưởng tượng ngồi đó giống như trên tàu lượn siêu tốc vậy đó. Bông có làm được vậy không? Em còn nhỏ lắm, chưa có sức làm. Ông Tám nói khi nào em lên lớp 6 mới tập cho em. Uổng ha, mình muốn thử ngồi trên thuyền thúng lốc xoáy như vậy một lần. Cái này thì mình làm được nè. Mình thấy cái này hay nên đã đem về tái chế lại thành động cơ lò xo tự bật. Mọi người nên bám chắc vào đi. Sư cô, làm sao cho cái này dừng lại đây? Chóng mặt quá đi. Mình không chịu nổi nữa rồi. Thử gỡ một trong mấy cái lò xo ra đi. Không, giữ lấy chân mình sẽ gỡ lò xo ra. Thuyền thúng lốc xoáy, từ nay trở đi mình chỉ xem biểu diễn thôi chứ không ngồi lên thuyền nữa đâu. Chị cũng vậy. Em chờ rồi, em sẽ không ước ao linh tinh nữa. Mình chóng mặt quá đi. Chúng ta về nhà thôi, mình không đứng nổi nữa rồi. Đầu em vẫn còn quay quay. Chúng ta thật may mắn thưa nữ hoàng. Bọn chúng đang không có sức chống đỡ. Chúng ta có thể bắt cho cô ngay. Hay lắm. Hả? Khoan đã, ta nhìn thấy cái gì kia? Hình như là máy móc gì đó của cho cô để quên ạ. Thử gắn vào thuyền xem thế nào. Có thể là nhờ thế mà bọn chúng lướt đi trên mặt nước như lúc nãy. Không ai sai bảo hay la mắng suốt ngày như chị May. Nhiều lúc thấy chị còn khó tính hơn mẹ mình nữa.
Mình thì lại thích có chị như bạn á. Có người chỉ mình làm bài tập. Bạn có Choco rồi còn gì. Choco cái gì mà chẳng biết. Choco, bạn có cách nào cho chị May để mình yên không? Thay đổi người khác thì mình không làm được, nhưng mà để người đó đi chỗ khác thì được. Đây là máy tạo sự kiện. Bây giờ mình hướng cái máy này về phía chị May. Tự nhiên chị ấy sẽ có việc phải đi vắng. Cho bạn được thoải mái vài ngày, được không? Quá được. Chỉ cần 3 ngày thôi là mình cũng thấy yên bình rồi. Còn ở đó phải nghe lời hai bác, giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đàng hoàng. À, con về rồi. Chị May đi đâu vậy ba mẹ? Chị lên nhà bác hai trên Đà Lạt để phụ bác hái cà phê và làm bài về cây cà phê trên lớp. Em ở nhà ngoan, phụ ba mẹ nghe chưa? Tuần sau chị về. Em biết rồi, chị đi vui nha. À, bác hai tới đón rồi kìa. Mau đi thôi May à. Thưa ba mẹ con đi. Bye bye Tôm. Em đi quét nhà liền nè. Quên, chị May đâu có nhà. Em cứ chạy hoài. Dạ dạ, em làm liền nè chị. Sao thấy không vui, thiếu thiếu cái gì vậy ta? Chị May xin mẹ cho ở Đà Lạt thêm vài ngày vì muốn phụ hái cà phê và tận hưởng không khí của Đà Lạt. Mẹ đi gửi thêm đồ đạc cho chị con đây. Ủa, con tưởng là 3 ngày thì chị về chứ. Thôi, con cứ ở nhà đi. Mẹ đi gửi đồ cho May nha. Chú cô, bạn nói là chị May đi có 3 ngày mà. Sao giờ chị lại ở thêm lâu hơn? Mình đang định gọi điện thoại cho bạn nè. Hình như cái máy tạo sự kiện của mình bị vấn đề rồi. Đáng lẽ hết thời gian chị May đi vắng 3 ngày thì máy sẽ reo lên. Nhưng tới giờ mình vẫn không nghe máy báo gì hết. Để mình nghiên cứu sửa lại máy. Nhưng chắc cậu phải chờ lâu rồi. Nhanh thì 1 tuần, chậm thì 1 tháng, có khi cả 5 lận. Cái gì? Chị May ơi, về đi. Em biết lỗi rồi. Em nhớ chị lắm. Chắc mình mơ nữa rồi. Giá mà chị May về thật. Tôm, Tôm, mau dậy đi. Chị May về rồi. Chị nè, em làm sao vậy? Em tưởng là chị phải ở Đà Lạt thêm. Không, chị định ở lại thêm mấy ngày. Nhưng chị nhớ nhà nên chị về nè. Với lại thấy cà phê với trái bơ của Đà Lạt, chị biết em muốn ăn bơ nên đem về cho em nữa đó. Chị luôn thương em, vậy mà em... Tưởng chị đi lâu thì em tha hồ ở nhà quậy phá chứ gì. Coi nè, chị mới có mấy ngày mà sách vở để bừa bãi cả nhà. Chị nói sao cũng được hết á, em sẽ đi dọn liền. Đúng là chị em, không gặp thì nhớ nhau, gặp được vài bữa lại y như cũ cho mà xem. May là cái máy không quá khó sửa. Chị để chị May đi 4 ngày thôi. Tôm chỉ nhõng nhẽo và lười chút thôi. Chứ Tôm cũng tình cảm quá cho cô ha. Đúng rồi, mình về nhà thôi Kem. Con nhìn thấy gì mà giật mình sợ dữ vậy? Con này là châu chấu đột biến. Nhìn nó xấu và dữ hơn mấy con châu chấu bình thường khác. Chắc là vậy cho nên Tôm mới bị giật mình sợ hãi đó. Lần đầu tiên con nhìn thấy con châu chấu kỳ lạ này đó ba. Sao bây giờ con nhìn nó thấy cũng bình thường, không đáng sợ như khi nãy nó được phóng to lên vậy hả ba? Vì mắt thường của chúng ta không thể nhìn rõ hoàn toàn các chi tiết trên cơ thể nhỏ bé của nó. Nhưng nhờ có kính lúp phóng đại cho nên chúng ta mới có thể nhìn rõ được hết đó con. Không ngờ các chi tiết nhỏ xíu trên cơ thể bọn chúng lại kỳ lạ như vậy. Vậy con có thích chiếc kính lúp này không? Dạ có, con thích lắm. Con cảm ơn ba mẹ đã tặng món quà này cho con. Với chiếc kính lúp này, con sẽ thấy được nhiều loài sinh vật nhỏ bé thú vị như thế nào. Con phải rủ các bạn coi mới được. Wow, mình không ngờ con nhện có nhiều lông vậy đó. Lông khắp người nó luôn nè. Mình cũng không ngờ con nhện thật sự nhìn xấu xí vậy luôn á. Theo quan sát bữa giờ
giờ của mình. Thật ra các loài sinh vật khi được soi bằng kính lúp, bọn chúng con nào cũng khác nhau đó. Ngay cả hai con sâu rớm cũng không giống nhau đâu. Mặc dù thoạt nhìn thì tưởng chúng nó giống y chang nhau không đó. Các bạn, qua đây coi nè, con bọ này hay lắm. Nó không giống con bọ rùa ha. Con bọ rùa là con gì? Con bọ rùa là con cánh cam đó. Đây là con bọ hung mà. Bà ơi, có nhiều thứ mà dùng kính lúp này soi vẫn chưa thấy rõ đó bà. Ừ, đúng rồi con. Chiếc kính lúp này chỉ phóng to hết cỡ, được gấp 20 lần thôi. Cho nên những vật hoặc là những chi tiết nhỏ quá thì cũng không thấy rõ được đâu con. Vậy ba mua cho con chiếc kính lúp nào nhìn rõ hơn đi ba. Kính lúp chỉ để phóng to được gấp 3 lần cho tới 20 lần thôi. Còn muốn phóng to hơn nữa thì con phải dùng kính hiển vi, là những chiếc kính đặc biệt chỉ được dùng trong khoa học, trong các phòng thí nghiệm thôi con à. Không phải ai cũng có. Kính hiển vi có thể nhìn thấy con gì hả ba? Kính hiển vi có thể quan sát được các loài vi sinh vật mà mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Bởi vì kính hiển vi phóng đại lên tới 500 lần. Ba mình nói vậy đó. Phải dùng kính hiển vi mới có thể quan sát được các loài siêu nhỏ, hoặc mới có thể nhìn rõ từng chi tiết của các loài sinh vật. Chứ kính lúp thì vẫn còn bị hạn chế lắm. Hèn chi, có nhiều con mình nhìn cũng không rõ lắm. Nếu có kính hiển vi thì tụi mình sẽ nhìn rõ được tất cả các sinh vật, kể cả những vi sinh vật mà mắt thường không nhìn thấy được đó. Nhưng kính hiển vi kiếm ở đâu ra? Tụi mình đâu có mua được đâu. Vậy cậu chế tạo được kính hiển vi cho tụi mình được không hả chú cô? Được, để mình làm nha. Mình đã trở thành nhà nghiên cứu khoa học thực thụ rồi. Không đi học mà đi nghiên cứu tự nhiên như vậy thiệt là vui. Chắc là mình nên nhờ chú cô làm cho chiếc kính siêu hiển vi để mình quan sát những siêu vi sinh vật. Tôm kìa. Chuyện gì với tôm vậy? Có phải tôm không? Sao tôm lại la vậy? Có chuyện gì với tôm rồi? Tôm, em sao vậy? Em bị con gì đó cắn rồi. Đau quá. Tại sao em trốn học? Đi vô rừng để bị con gì cắn như vậy hả? Tôm bị con bọ này cắn rồi. Không biết nó có độc không nữa. Mình soi dưới kính hiển vi thì thấy chân nó có nhiều vi khuẩn nhỏ xíu màu xanh đó. Chúng ta phải về nhà để chữa vết cắn. Em hết đau rồi hả? Cũng may là nọc độc của con bọ này không quá nguy hiểm cho con người. Chỉ sợ bị nhiễm trùng do mấy con vi khuẩn dưới chân của nó thôi. Cũng đã sát trùng bằng cồn 90 độ rồi. Còn vết cắn cũng không sưng hay đỏ gì lên. Nên em nghĩ chắc là không sao đâu. Từ giờ Tôm không được bỏ học đi vô rừng như vậy nữa nghe. Lỡ bị kiến ba khoang hay rắn cắn thì nguy hiểm lắm đó. Không cấp cứu kịp thời sẽ mất mạng. Em cảm ơn chị May và các bạn. Nếu mọi người không đi tìm em thì em đã gặp nguy hiểm rồi. Em muốn làm nhà nghiên cứu thì phải học thật giỏi. Phải nắm được kiến thức về muôn loài trước thì mới có thể tránh được những bất trắc trong quá trình nghiên cứu. Dù có đam mê, muốn tìm hiểu về tự nhiên thì tụi em cũng vẫn phải tập trung vào việc học tập trước hết. Dạ, tụi em hiểu rồi. Bên này nè, bên này. Mấy bạn nhìn kìa. Ủa, sao hôm nay trời tối nhanh vậy ta? Ừ, không hiểu. Hiện tượng này lạ lắm. Hình như mặt trời đang bị thế lực gì đó bắt đi mất. Bạn nói vậy là sao? Là từ giờ sẽ không còn mặt trời nữa hả? Mình nhớ là từng gặp bọn hành tinh bóng đêm bàn mưu về chuyện đánh cắp mặt trời đó. Trời đất thật thiết. Mặt trời ở khoảng cách hoàn hảo để tạo nên sự sống nơi đây. Khí hậu ấm áp, ánh nắng chan hòa thật là dễ chịu à. Chả buồn cho hành tinh bóng đêm của chúng ta lúc nào cũng tăm tối lạnh lẽo. Ngươi yên tâm, nhân danh nữ hoàng bóng đêm, ta sẽ tìm cách lấy cắp mặt trời về sưởi ấm cho riêng hành tinh chúng ta. Tuyệt vời. Thần đợi ngày ánh sáng chiếu sáng lung linh khắp hành tinh bóng đêm. Ý, khi đó chúng ta sẽ đổi tên thành hành tinh ánh sáng mới đúng. Lấy cắp mặt trời à? Sao có thể được? Lúc đó mình còn tưởng kế hoạch của bọn bóng đêm là điều không thể thực hiện. Nhưng ai ngờ
Hôm nay chúng đã thành công rồi. Nhìn kìa, mặt trời biến mất rồi. Ôi, trái đất sẽ ra sao nếu không có mặt trời đây? Sáng thức giấc sẽ không còn được đón ánh bình minh nữa. Khi đó chỉ còn là một màu đen tối tăm. Không còn mặt trời chiếu sáng, rồi tất cả sẽ chìm vào giá rét. Không được, chúng ta phải nhanh chóng ngăn cản kế hoạch của bọn bóng đêm, giải cứu mặt trời. Quyết tâm giải cứu mặt trời. Nữ hoàng bóng bẫy, mau trả mặt trời lại cho chúng ta. Ủa, ngươi nói cái gì? Ai lấy gì của ngươi mà trả? Bà đừng nhiều lời. Chính ta đã nghe bà bàn mưu lấy cắp mặt trời về hành tinh bóng đêm làm của riêng mà. Trời ơi, đúng là nữ hoàng từng nói vậy, nhưng nữ hoàng có làm được đâu. Tóm lại là ta không liên quan gì tới chuyện mặt trời biến mất hết nghe chưa? Biết ngay các người sẽ chối tội mà. Có ai ăn cắp mà tự khai đâu. Các bạn, vì mặt trời thân yêu, xông lên! Các người ơi! Các người muốn làm gì? Đợi lấy súng hơi cay của ta nè! Thả bọn ta ra! Nói mau, ngươi đã giấu mặt trời ở đâu? Mau trả mặt trời lại cho bọn ta! Trời ơi! Bọn ta không có lấy cắp mặt trời gì hết! Sao lại dương oan cho ta chứ? Đúng là bọn ta làm nhiều chuyện xấu thiệt, nhưng chuyện này không phải do bọn ta làm. Ủa, các em đang làm gì đó? Chị Mai nhìn nè, tụi em vừa bắt được bọn bóng đêm. Chúng đã lấy cắp mặt trời của mình đó chị. Chẳng ai lấy cắp được mặt trời hết. Đây chỉ là hiện tượng nhật thực. Mặt trời sẽ sớm quay trở lại thôi. Ủa, mặt trời xuất hiện lại rồi kìa các bạn. Ủa, chuyện này là sao? Đây là hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trăng che khuất mặt trời hoàn toàn hoặc một phần, làm cho bầu trời trở nên tối hôm. Điều này xảy ra khi mặt trăng đứng giữa trái đất và mặt trời, làm cho ánh sáng mặt trời không thể chiếu trực tiếp lên một phần hoặc toàn bộ bề mặt trái đất. Thì ra là vậy. Nhờ chị May mà tụi em mới biết được một hiện tượng khoa học thú vị như vậy đó. Các ngươi nghe thấy chưa? Còn không mau cởi trói cho bọn ta. Dù gì cũng xin lỗi bà, do bọn ta nhất thời nóng vội mà đổ oan cho hai người. Chúng tôi thật sự xin lỗi. Xin lỗi là xong hả? Ta sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi đâu. Hãy đợi đó, bọ khỉ. Đi về lấy bảo bối, quay lại bắt cho cô và cá bao đây cho ta.